Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 221. Ngay lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt thần quân, nhìn thấy Vô Biên Chủ, thần quân như nhìn thấy cứu tinh, vội nói cứu. Vô Biên Chủ bỗng tức giận chỉ vào thần quân, đồ ngu ngốc. Thằng đần, bảo ngươi đến đánh, chứ không phải đến nói lời thừa thãi. Mẹ nó, ngươi nghĩ đây là thi biện luận sao? Đây là đánh nhau đấy, trận chiến sinh tử đấy. Ngươi nói lời rông dài với hắn làm gì? Đồ ngu ngốc nhà ngươi. Nói xong, ông ta lập tức biến mất không thấy bóng. Thần quân. Đối diện với thần quân, Kỳ Tỷ Thiên bỗng lên tiếng, ngươi đừng có bày ra vẻ không cam tâm đó, ta nghiêm túc nói với ngươi, ai đến cũng vô dụng. Ngươi chết rồi, ngươi chấp nhận sự thật này đi. Thần quân tức giận nhìn Kỳ Tỷ Thiên, ngươi bớt ra vẻ cho ta. Kỳ Tỷ Thiên vẫy tay. Ra vẻ vô tội, ta bảo ngươi kính cẩn với nàng ta chút, thì là hại ngươi sao? Thần quân nhìn Kỳ Tỷ Thiên chằm chằm, còn đang muốn nói thêm thì lúc này, kiếm hành đạo trong thân thể hắn chậm chậm bay lên. Thần quân sửng sốt. Sau khi kiếm hành đạo rời khỏi thân thể thần quân vui mừng trong lòng, vì hắn ta phát hiện, cơ hội sống trong cơ thể hắn ta vẫn chưa biến mất, cũng có nghĩa đối phương không chọn lựa giết chết hắn ta, mà cho hắn ta một con đường sống. Thế nhưng ngay lúc này, kiếm hành đạo vừa rời khỏi đầu hắn ta bỗng đâm mạnh xuống. Ầm. Vừa đâm xuống, linh hồn thần quân lập tức bị tiêu diệt. Chết rồi. Thần quân. Kỳ Tỷ Thiên ở bên cạnh lắc đầu thở dài, tên ngốc, sao có thể bỏ qua ngươi chứ? Ngây thơ, cũng không biết ăn gì mà lớn được, tu luyện đến ngần tuổi này rồi, mà trí thông minh vẫn như trẻ con vậy. Thần quân. Lúc này. Kiếm hành đạo bỗng phóng lên trời, trực tiếp biến mất nơi tinh hà sâu thẳm. Đi rồi. Diệp Huyên ở bên cạnh đành chịu khẽ cười. Thanh Nhi đến nhanh, đi cũng nhanh. Thật ra, hắn vẫn muốn nhìn thấy Thanh Nhi, nhưng đáng tiếc là Thanh Nhi giết người xong thì chạy rồi. Nhìn cái đầu đầy máu dưới đất, Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, bản thân đánh 100.000 này đã dùng hết sức lực bình sinh. Nhưng cũng chỉ mới giết được hơn 1.000 người, mà Thanh Nhi thì khác. Một kiếm hành đạo vừa xuống, 10 vạn cái đầu đều bay đi. So với tiền của tần quan còn có tác dụng hơn nhiều. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên vội vàng lấy một viên đan dược nuốt xuống. Ngay sau đó, sắc mặt hắn dần dần khôi phục hồng hào. Một lúc sau khi hơi thở Diệp Huyên hồi phục, hắn nhìn sang bên cạnh, các kiếm tu do thư viện quan huyên bồi dưỡng và các cao thủ dị thần tộc vẫn đang đại chiến. Hai bên chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Các kiếm tu do thư viện quan huyên bồi dưỡng, đều là các kiếm tu siêu cấp có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng lúc này, bọn họ mấy trăm đánh 100 đương nhiên cũng không chiếm thế thượng phong gì. Bởi vì 100 cao thủ dị thần tộc kia cũng đều trưởng thành trong sự sát phạt, ai ai cũng có sức chiến đấu không tầm thường. Diệp Huyên đang định ra tay thì lúc này, lốc xoáy đen trên bầu trời bỗng rung chuyển. Sau đó, một ông lão mặc áo bào đen chậm rãi bước ra, đồng thời... Hơn 100 lốc xoáy đen sau lưng ông ta lần lượt cũng có hơn vạn cao thủ mặc giáp vàng cầm trường thương bước ra. Sau khi ông lão bước ra, ông ta liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang Tam tiểu thư đang run rẩy bên cạnh, Lý Thần Quân đâu? Nghe thấy lời ông lão áo bào đen, Tam tiểu thư mới định thần lại, nàng ta nhìn ông lão áo bào đen, run rẩy nói, chết rồi. Chết cả rồi. Đều chết rồi. Ông lão áo bào đen nheo mắt, Tam tiểu thư. Người có ý gì? Ánh mắt Tam tiểu thư vẫn đầy sợ hãi như cũ, nàng ta đang định nói thì Kỳ Tỷ Thiên ở bên cạnh chợt lên tiếng, ý của nàng ta là, bọn họ chết hết cả rồi. Ha ha! Tam tiểu thư! Ông lão áo đen nhìn Kỳ Tỷ Thiên, ngươi là ai? Kỳ Tỷ Thiên giơ tay phải, sau đó siết chặt, nhìn thấy nắm quyền nhỏ này không? Ông lão áo đen nhíu chặt mày, lúc này... Kỳ Tỷ Thiên bỗng nhếch miệng cười, ta là người đánh ngươi. Nói xong, bà lập tức đánh ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền vừa đánh ra, một luồng sức mạnh kinh người thoáng chốc bùng nổ, chớp mắt, thời không trước mặt hai người lập tức bùng nổ. Cảm nhận được sức mạnh của quyền này, ánh mắt ông lão áo đen thay đổi, ông ta không lùi bước, mà lại lao về phía trước, một quyền đánh chặn. Cứng rắn đỡ đòn. Nắm quyền của hai người vừa va chạm đã lập tức nổ tung, ông lão áo đen liên tục lùi ra cả 1.000 trượng. Mà Kỳ Tỷ Thiên thì không hề lùi bước.
Thấy vậy, ánh mắt ông lão áo đen vô cùng nghiêm trọng. Tam tiểu thư ở bên cạnh bỗng nói, Cố thần quân, chớ có khinh thường người này. Ông lão áo đen liếc nhìn trong sân, sau đó thấp giọng nói, Tam tiểu thư, Lý thần quân và kỵ binh thuộc hạ của hắn thật sự đã tử trận sao? Tam tiểu thư gật đầu. Ông lão áo đen nhíu mày, ai giết? Tam tiểu thư run giọng nói, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, chỉ nhìn thấy kiếm này, chưa thấy người. Chưa thấy người. Sắc mặt ông lão áo đen lập tức trở nên khó coi, người nói là, Lý thần quân chưa kịp nhìn thấy đối phương mà đã bị giết chết rồi. Tam tiểu thư gật đầu. Lúc này, nàng ta vô cùng sợ hãi. Một kiếm kia, quá sức hoang đường. Thấy tam tiểu thư gật đầu, sắc mắt ông lão áo đen lập tức trở nên khó coi. Tam tiểu thư thấp giọng nói, đánh nữa không? Ông lão áo đen im lặng. Có cao thủ có thể một kiếm diệt gọn Lý thần quân và 100.000 kỵ binh, thực lực này. Ngay lúc này, phổ biên chủ ở nơi tinh không xa thẳm bỗng nói, các ngươi không cần quan tâm người kia, nàng ta sẽ không ra tay nữa. Ông lão áo đen Cố thần quân ngẩng đầu nhìn vô biên chủ, các hạ chắc chắn. Phổ biên chủ gật đầu, ta chắc chắn, nhưng, tiền đề là trước khi đánh các ngươi không được nói lời rông dài. Cố thần quân im lặng, có chút nghi hoặc. Tam tiểu thư trầm giọng nói, Cố thần quân, vũ trụ hiện hữu này không đơn giản như chúng ta tưởng, chúng ta. Cố thần quân truyền âm qua huyền khí, tuân theo mệnh gia chủ, nhất định phải lấy được tâm vũ trụ của vũ trụ hiện hữu và vũ trụ vô biên. Nghe vậy, sắc mặt tam tiểu thư lập tức u ám. Nhất định phải lấy được tâm vũ trụ, có nghĩa là, còn phải đánh nữa. Cố thần quân nhìn kỳ tỷ thiên cách đó không xa, ta cầm chân cô gái này. Nói xong, hắn ta tức giận chỉ vào Diệp Huyên, người chờ giết người này. Lúc này, kỳ tỷ thiên bỗng nói, các người có biết Kháo Sơn Vương? Nếu không biết, ta nói cho các ngươi chút, để các ngươi. Âm thanh vô biên chủ bỗng vang lên từ trên đỉnh đầu kỳ tỷ thiên và cố thần quân, chứ có nghe nàng ta nói rông dài. Nghe vậy, cố thần quân cũng không dây dưa, lập tức lao về phía kỳ tỷ thiên. Kỳ tỷ thiên. Mà cao thủ mặc giáp vàng mà cố thần quân đưa đến cũng lao về phía Diệp Huyên, vừa lao xuống, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được áp lực kinh người. So với các kỵ binh lúc trước, không hề yếu kém. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức u ám. Lại ép buộc ông đây. Diệp Huyên bỗng mở lòng bàn tay, lập tức ném ra hai quả tinh đạn mà Tần Quan cho hắn. Nhìn thấy hai quả tinh đạn, cao thủ giáp vàng kia nhíu chặt mày, nhưng không hề lùi bước, lúc này, tư thế bọn họ đá rồi, há lại lùi sao? Ngay lúc này, hai quả tinh đạn bỗng nhiên phát nổ. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ bỗng vang vọng khắp nơi, ngay sau đó hai tầng mây hình nấm bùng lên, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa lập tức bùng nổ khắp thư viện Quan Huyên, chiến sĩ giáp vàng dẫn đầu lập tức bị đánh bay, thần hồn bị tiêu diệt. Mà các cao thủ giáp vàng còn lại đều biến sắc, đồng loạt vung tay cầm trường thương, ngăn chặn uy lực hai quả tinh đạn này. Mà ngay lúc này, một luồng kiếm quang bỗng lóe lên trong sân, tiếp đó, trong nhóm các cao thủ giáp vàng, một cái đầu bỗng bay lên, chớp mắt, lại thêm một đầu bay lên, không lâu sau. Luồng kiếm quang kia như cánh bướm xuyên hoa từ trong sân bay qua, chớp mắt mười mấy cao thủ giáp vàng đã lần lượt bay đầu. Kết trận. Lúc này, thống lĩnh giáp vàng dẫn đầu bỗng quát lớn. Nghe thấy lời của thống lĩnh, các cao thủ giáp vàng lần lượt tựa vào, tay cầm trường thương đâm về phía trước, hơn vạn thương tụ về một chỗ. Ầm ầm. Thời không bị đâm phá một chỗ, sau đó một luồng kiếm quang thoát ra, tiếp đó Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi khỏi chỗ. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn các cao thủ giáp vàng kia, ánh mắt có chút nặng nề, đòn tấn công của các kỵ binh này rất mạnh, nếu không phải thân xác hắn mạnh thì một đòn vừa nãy có thể hắn đã bị trọng thương rồi. Còn về giáp Quan Huyên kia, hắn cũng chọn cách để lộ, nó có thể dùng vào lúc mấu chốt. Lúc này, thống lĩnh giáp vàng bỗng cầm trường thương chỉ vào Diệp Huyên, giết. Vừa nói xong, hơn vạn cao thủ tay cầm thương đột nhiên đâm mạnh về trước. Ầm ầm. Vô số thương mang đều ngưng tại một điểm, sau đó hình thành một luồng thương mang khổng lồ cả nghìn trượng, thương mang này vừa lóe lên, trực tiếp chém vào Diệp Huyên phía xa. Ở phía xa, Diệp Huyên nheo mắt, hắn đột nhiên lao lên trước,
chém mạnh một kiếm. Chống cự. Một kiếm này vừa chém ra, kiếm ý nhân gian sôi sục không ngừng. Rầm rầm. Diệp Huyên chém một kiếm, thoáng chốc, một luồng sức mạnh đáng sợ nổ tung, Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi cả vạn trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, mười mấy tàn ảnh đã chém xung quanh hắn, tiếp đó, mười mấy trường thương trực tiếp đâm vào hắn, mà ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng biến mất. Ở phía xa, ánh mắt thống lĩnh giáp vàng thay đổi, phòng ngự. Vừa nói xong, xung quanh hắn ta đột nhiên xuất hiện từng luồng thương ý ngưng tụ thành mạng lưới. Ầm ầm. Một luồng kiếm quang đột nhiên chép vào mạng lưới thương kia, mạng lưới rung chuyển, sau đó nứt ra. Thấy vậy, ánh mắt thống lĩnh kỵ binh kia bỗng hung tàn, tay hắn cầm thương lao về trước, trực tiếp đâm thương. Bùm. Một vùng kiếm quang vỡ vụn, ở phía xa, Diệp Huyên bỗng biến mất, lúc xuất hiện lại thì đã ở phía ngoài cả nghìn trượng. Lúc này, thống lĩnh giáp vàng kia lại giống lên, kết trận. Nói xong, hơn vạn cao thủ giáp vàng tập trung lại, tất cả mọi người đều điên cuồng đều thể hiện thương ý sắc nhọn của mình. Ầm ầm, thoáng chốc, hơn vạn thương ý ngưng tụ lại, cả tinh hà lập tức dao động. Ở phía xa, Diệp Huyên nhìn hơn vạn cao thủ giáp vàng kia, tay phải hắn siết lại, kiếm ý nhân gian ngưng tụ, mà trên thân kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, bùa chú kia bỗng dao động. Ngay lúc này, ở dưới không biết là học sinh nào la lên, viện trưởng ngầu nhất. Chém chết bọn họ. Diệp Huyên nghe thấy lời nói của học sinh kia thì lập tức đen mặt. Người này ở võ viện hả? Dù là võ viện cũng không thể trợ búa như vậy được. Chúng ta đều là những nhà trí thức. Đúng lúc này, thống lĩnh giáp vàng bỗng giận dữ chỉ vào Diệp Huyên quát, giết. Giết. Hơn vạn cao thủ giáp vàng đồng loạt gầm lên. Sau đó cầm trường thương trong tay ném mạnh về phía Diệp Huyên. Ầm. Với cú ném ấy, hơn vạn thanh trường thương kéo theo vô vàn thương ý khủng bố lao thẳng xuống từ phía chân trời. Bên dưới, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Hiện trường, vô số đệ tử của Thư viện Quan Huyên đều ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên trên không. Trong mắt họ ngoài sùng bái ra còn có sự lo lắng. Ngay sau đó, Diệp Huyên bỗng nhiên vung kiếm về phía trước. Khoảnh khắc kiếm vung lên, kiếm Thanh Huyên chợt run lên dữ dội, tức thì chém ra một luồng kiếm khí. Nó vừa xuất hiện, đất trời thoáng chốc trở nên nhòa đi, trên kiếm khí ẩn chứa vô số loại đạo tắc và pháp tắc. Cùng lúc đó, không trung cũng xuất hiện từng âm thanh thần bí lại cổ xưa. Chúng giống như những âm thanh đến từ rất xa xưa, trong từng tiếng bãi bể nương dâu còn kèm theo chút nguy hiểm. Đạo pháp trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là một trong ba bộ trận pháp mà Tần Quan tạo ra cho kiếm Thanh Huyên của hắn. Dù sao, theo lời Tần Quan thì nó xấp xỉ với sức công phá của 10 quả cậu bé. Luồng kiếm khí ấy vừa xuất hiện, mọi người ở đây lập tức biến sắc. Chỉ thấy đằng xa, vô số trường thương phóng về phía Diệp Huyên tức thì vỡ vụn, kiếm khí thế như vũ bão chém thẳng vào đám cao thủ giáp vàng kia. Đất trời xung quanh cũng dần trở nên nhạt nhòa. Mọi người chợt cảm nhận được một luồng khí tức đầy chết chóc. Vô số đệ tử của Thư viện Quan Huyên bên dưới mặt mày trắng bệch, vì dư uy của luồng kiếm khí ấy thôi cũng đã sắp nghiền nát họ. Dưới một kiếm đó, vạn vật cũng bị xóa sổ. Thanh Khâu bên cạnh định ra tay ngăn cản, nhưng đúng lúc này, Vô Biên Chủ đã xuất hiện trên tinh không, im lặng nhìn Thanh Khâu. Thanh Khâu im lặng. Nàng ấy biết nếu mình đỡ sức mạnh của một kiếm ấy cho Thư viện Quan Huyên thì Vô Biên Chủ cũng sẽ đỡ cho những cao thủ dị thần tộc. Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, ta lên cho. Không thì, mọi người sẽ cho rằng ta chỉ là một cái tháp nhỏ. Ta vẫn phải thể hiện một chút mới được. Vừa dứt lời, đã có một tòa tháp phóng lên cao. Tiểu tháp. Là tiểu tháp biến mất hồi lâu. Tiểu tháp trực tiếp hóa thành một tòa tháp khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ những cao thủ của Thư viện Quan Huyên. Mà khi thống lĩnh giáp vàng ở đằng xa nhìn thấy vô số trường thương vỡ vụn thì lập tức thay đổi sắc mặt rồi hét lên, phòng thủ. Mau, phòng thủ. Gã vừa hét xong, hơn vạn người bỗng tỏa ra thương ý của mình tạo thành một trận pháp phòng ngự. Lúc này, kiếm ý của Diệp Huyên cũng chém tới. Ầm. Thoáng chốc, kiếm khí bổ tới. Hơn vạn người lập tức bị chém thành cát bụi. Cùng lúc đó, trong mắt người mảnh tinh vực kia cũng bị bổ nát. Xong,
Sức mạnh của một kiếm ấy cũng không chỉ có như vậy vì nó vẫn chưa biến mất, mà nhanh chóng bay vào sâu trong vũ trụ, nơi đi qua, tinh vực cũng dần mai một. Diệp Huyên bên cạnh thấy thế vội mở tay ra, ngừng. Ong! Kiếm Thanh Huyên run lên, sau đó ngừng lại. Còn Diệp Huyên cũng sụi lơ tại chỗ. Sụi lơ! Diệp Huyên chưa bao giờ cảm thấy mệt như vậy, một kiếm ban nãy là lần đầu tiên hắn dùng. Nó vừa được đánh ra, Diệp Huyên y như bị rút cạn, chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng Diệp Huyên cũng không lơ là, vội vàng ngồi xuống lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Đằng xa, tiểu tháp cũng chậm rãi rơi xuống. Sự uy của một kiếm kia bị nó trực tiếp đón đỡ, song cũng coi như đã bảo vệ được hết những cao thủ trong thư viện Quan Huyên. Có điều, nó cũng không chịu nổi, cả người đều xuất hiện vết rạn. Tiểu tháp chậm rãi rơi xuống trước mặt Thanh Khâu, yếu ớt nói, Thanh Khâu tỷ tỷ, ta muốn cải tiến, ta muốn nạp tiền. Thanh Khâu. Còn bên kia, Cố Thần Quân cũng ngừng lại. Giờ phút này, hắn ta vừa kinh ngạc cũng sợ hãi, khó tin nhìn Diệp Huyên, ngươi. Hắn ta thật sự không ngờ Diệp Huyên lại có thể dùng một kiếm trực tiếp tiêu diệt một vạn đội quân giáp vàng mà mình dẫn đến. Bởi vì dù là hắn ta thì cũng không thể làm được. Kỳ Tỷ Thiên cũng liếc nhìn Diệp Huyên, trong mắt toát ra chút kinh ngạc. Kiếm đạo. Không. Hiển nhiên là nàng ta đã nhận ra được sức mạnh của một kiếm cũng không coi như là bản lĩnh của Diệp Huyên, mà là của kiếm Thanh Huyên. Bản thân kiếm đã cực kỳ mạnh, cộng thêm trận pháp bên trong nó. Kỳ Tỷ Thiên chợt nhỏ giọng nói, Tần cô nương kia đúng là một người đặc biệt. Rõ ràng là nàng ta cũng có nghe nói qua Tần Quan. Đằng xa Tam tiểu thư bên cạnh Cổ Thần Quân trầm giọng nói, không thể đánh tiếp nữa. Chúng ta đã tổn thất hơn 20 vạn cao thủ siêu cấp rồi. Sắc mặt của Cố Thần Quân cũng hơi khó coi, hắn ta cũng không có lòng tin đánh tiếp. Đúng lúc này, bầu trời phía xa bỗng nứt ra rồi truyền đến một tiếng cười to, dị thần tộc, các ngươi sợ à? Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên bèn bước ra, ông ta có dáng người to, để trần nửa người trên mặt còn có một ít vảy. Cố Thần Quân nhìn người đàn ông trung niên kia, thần yêu tộc. Người đàn ông trung niên cười ha ha, đúng vậy, ta là thần yêu tộc. Sắc mặt Cố Thần Quân vô cùng khó coi hỏi, sao? Các ngươi định ngồi mắt ăn bát vàng hả? Người đàn ông trung niên lắc đầu, Cố Thần Quân, người nghĩ vậy là sai rồi. Chúng ta không phải muốn ngồi mắt ăn bát vàng, thật sự chẳng phải thần yêu tộc ta chậm chạp không tới, mà là chúng ta cách nơi này quá quá xa. Hơn nữa, còn không có chuyện tống trận như các ngươi. Chúng ta lên đường đều dựa vào bản thân phi hành xuyên qua tinh vực nên mới đến hơi chậm. Cố Thần Quân câm nín. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua hiện trường rồi cười hỏi, Cố Thần Quân, chúng ta hợp tác đi. Sau khi chuyện này thành công, các ngươi lấy vũ trụ chi tâm, còn mảnh vũ trụ này thuộc về thần yêu tộc ta. Đây cũng là lời hứa của vô biên chủ với chúng ta, ngươi thấy sao? Cố Thần Quân lạnh mặt hỏi, vô biên chủ không ra tay hả? Người đàn ông trung niên ngó Thanh Khâu bên dưới nói, vô biên chủ nói mình có giao ước với cô gái kia, hai bên đều không ra tay. Cố Thần Quân liếc mắt đánh giá Thanh Khâu một lượt, khẽ cau mày hỏi, tại sao phải giao ước thế với nàng? Người đàn ông trung niên nhún vai đáp, không biết, ngươi có thể hỏi xem. Cố Thần Quân nhìn về phía Thanh Khâu hỏi, cô là ai? Thanh Khâu liếc Cố Thần Quân, mắc mớ gì tới ngươi? Cố Thần Quân nhíu mày, chậm rãi siết chặt tay phải. Đúng lúc này, giọng nói của vô biên chủ bỗng vang lên, có phải đầu óc của dị thần tộc các ngươi đều bị chập mạch? Cố Thần Quân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vô biên chủ lại nói, người định ra tay đánh nàng hả? Lời nói của ta đều bị các ngươi nghe tai này lọt tai kia thật rồi hả? Các ngươi là đồ ngu sao? Hả, các ngươi muốn đổi mới sự hiểu biết của ta về mấy kẻ ngu à? Nàng đang lo không tìm thấy cơ hội giết chết ngươi, ngươi còn tự mình dâng lên tận cửa. Mọi người! Sắc mặt Cố Thần Quân hết sức khó coi hỏi, nàng lợi hại lắm hả? Vô biên chủ thoáng chốc như muốn phát điên, nàng không lợi hại thì ta sẽ giao ước với nàng chắc. Người nghĩ lại xem ta lợi hại không? Sắc mặt Cố Thần Quân càng trở nên khó coi, vô biên chủ đương nhiên là lợi hại. Hồi xưa, người này đã ngăn cản toàn bộ dị thần tộc đó. Vô biên chủ chợt thở dài, thần yêu tộc, dị thần tộc, ta bảo các ngươi đến đánh nhau, không?
không phải bảo các ngươi đến đưa đầu người. Các ngươi chỉ việc đánh nhau, còn lại đừng hỏi, đừng nói gì hết, hiểu. Cố Thần Quân nhíu mày, tại sao? Vô Biên Chủ im lặng một lát rồi nói, ta sợ các ngươi làm ra điều gì ngu ngốc. Biết trước đó vị Lý Thần Quân kia của các ngươi là chết thế nào không? Chính là chết vì nói nhiều. Cố Thần Quân. Vô Biên Chủ đột nhiên nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, đại quân, ra tay được rồi đó. Người đàn ông trung niên tên đại quân cười ha ha, quay đầu nhìn Diệp Huyên đằng xa cười to hỏi, vị này chính là Diệp Huyên đúng không? Vô Biên Chủ thoáng chốc đen mặt, người có thể bớt nói nhảm không vậy? Giờ đây, ông ta thật sự là sợ đám đồng đội ngu như heo kia. Có thể đánh thì tại sao lại cứ thích nói nhiều vậy chứ? Ông ta thật sự sợ đám người kia rớt vào trong bẫy của Diệp Huyên. Đại quân nghe thấy Vô Biên Chủ nói vậy, hơi hơi gượng cười, nhưng ông ta cũng không dám vặn lại ông ta. Ngay sau đó, ông ta cũng không nói gì thêm, trực tiếp xông về phía Diệp Huyên rồi giơ tay đấm thẳng vào hắn. Một quyền này vừa xuất hiện, đất trời lập tức nứt toạc. Thần yêu tộc chú trọng sức mạnh cơ thể nên một quyền kia vừa đánh tới, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được một sức ép chí mạng. Mới chỉ là quyền thế cũng đã kinh khủng như thế rồi. Diệp Huyên đang ngồi khoanh chân chợt mở mắt, sau đó mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bỗng bay ra rồi bổ xuống. Đùng! Theo một mảnh kiếm quang vỡ vụn, kiếm Thanh Huyên thế mà lại trực tiếp bị một quyền của đại quân đánh bay. Sau đó, ông ta bước ra một bước. Ầm! Một bước này lập tức khiến đất rung núi chuyển, dường như động đất làm người ta hết sức sợ hãi. Đại quân giận dữ cười, Diệp Huyên chắt chai, ăn ta một quyền. Ông ta quát xong bèn đấm ra một quyền, xong lúc này lại bỗng nhiên có một luồng kiếm quang chém tới trước mặt ông ta. Vèo! Kiếm quang hạ xuống nhưng lại chỉ có thể làm đại quân bị thương ngoài ra, chính là vạch ra một vết kiếm mở trên người ông ta. Đương nhiên, luồng kiếm quang ấy cũng không phải kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên thấy vật lập tức xa sầm mặt mày, gặp phải yêu thú có cơ thể mạnh mẽ như vậy đúng là khiến hắn hơi đau đầu. Mà đại quân kia lại điên cuồng cười to, chút kiếm khí, ngươi. Đúng lúc này, sâu trong tinh không đằng xa lại vang lên giọng nói của Vô Biên Chủ, ngươi có thể đừng nói nhảm. Có thể trực tiếp đánh hắn, có thể bớt nói nhiều lại không vậy? Mọi người. Đại quân bị Vô Biên Chủ sỉ nhục như vậy trước mặt mọi người thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Diệp Huyên đằng xa lại chợt cau mày nói, nghe đồn thần yêu tộc đều là những cao thủ đầu đội trời chân đạp đất, nhưng nay vừa thấy. Chậc chậc, bị người ta lăng mạ như vậy trước mặt mọi người cũng không dám cãi lại, còn không dám đánh trả, ngươi. Hắn nói xong còn lắc đầu, đại quân, nếu là ta thì dù chết cũng tuyệt đối không thể bị người sỉ nhục như vậy. Sắc mặt đại quân trở nên càng khó có hơn, Vô Biên Chủ đang định nói chuyện, đại quân bỗng nổi giận chỉ vào gã quát, người bớt nói nhảm đi, ta sẽ đánh chết hắn, ta. Xong bấy giờ, Vô Biên Chủ đột nhiên vung tay phải lên. Oanh! Trong mắt mọi người, đại quân kia lập tức bị một bàn tay đánh trúng rồi hoàn toàn biến mất. Mọi người! Vẻ mặt Diệp Huyên cũng cứng đờ. Mẹ nó! Sao tên khốn kia lại mạnh như vậy? Lúc này, Vô Biên Chủ bỗng nhàn nhạt nói, thần yêu tộc, đổi một yêu khác lại đây. Ông ta nói xong dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, kêu ai có chút đầu óc ấy. Coi như ta cầu xin các ngươi. Mọi người. Cố Thần Quân bên cạnh thấy đại quân trực tiếp bị giết chết thì lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn ta không ngờ thực lực của Vô Biên Chủ lại đáng sợ như thế, trực tiếp giết chết đại quân. Trực tiếp giết chết. Phải biết rằng, đại quân kia chính là vô kiếp cảnh, còn là yêu thú, sự mạnh mẽ của cơ thể là không tài nào tưởng tượng nổi nhưng lại cứ thế bị trực tiếp giết chết. Khủng bố vậy sao? Cố Thần Quân liếc Vô Biên Chủ, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, không dám nói gì nữa. Diệp Huyên bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, đánh với đại quân một hồi nên hắn biết đối phương mạnh như nào. Nhưng, Diệp Huyên không ngờ ông ta lại cứ thế bị giết chết. Thực lực của Vô Biên Chủ kia còn mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Bên trong lốc xoáy màu đen đằng xa, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Thần yêu tộc. Sau khi người đàn ông trung niên kia đi ra bèn hơi khom lưng chào Vô Biên Chủ, Thiên Mang ra mắt Vô Biên Chủ.
Vô biên chủ liếc vô biên chủ, đừng có nói nhảm nữa đó. Ông ta nói xong xoay người liếc Diệp Huyên rồi biến mất tại chỗ. Thiên Mang nhìn về phía Diệp Huyên đang định nói chuyện ai ngờ Thiên Mang kia lại xông lên trước đấm thẳng một quyền vào mặt mình. Ầm. Một quyền này vừa xuất hiện, vô số thời không lập tức mai một. Diệp Huyên thấy vậy lập tức sa sầm sắc mặt, mà bên kia, Cố Thần Quân cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp xông thẳng về phía Diệp Huyên. Hai đánh một, Diệp Huyên tức điên, hét lớn. Không nói võ đức, mọi người, đúng lúc này, bỗng có một cô gái xuất hiện trước mặt Cổ Thần Quân, người đến cũng không phải ai khác mà chính là An Lan Tú. Trước đó đánh xong một trận, nàng vẫn luôn đi theo Thanh Khâu và được nàng ấy tự mình dạy bảo. Cố Thần Quân thấy An Lan Tú thì cau mày dứt khoát đánh ra một chưởng. Đằng xa, An Lan Tú mặt mày lạnh nhạt trực tiếp đâm ra một thương. Ầm. Theo một tiếng nổ rung trời vang lên, An Lan Tú đã bị đánh lui lại. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhảy lên sông về phía Cố Thần Quân. Mà bên kia, Diệp Huyên thấy Thiên Mang đấm tới một quyền, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Mấy loại như yêu thú, nơi đáng sợ nhất chính là cơ thể, một quyền này mà đánh lên người thì sẽ cướp đi sinh mạng, còn ngươi đánh lên người hắn thì lại chẳng được gì. Đương nhiên, Diệp Huyên cũng không sợ vì hắn cũng là một vị thể tu. Diệp Huyên vừa nghĩ, cả người đã trực tiếp biến mất. Ầm. Một quyền của Thiên Mang lập tức đánh hụt, mảnh không gian kia lập tức sụp đổ. Sau khi đánh hụt, ông ta bèn ngẩng phát đầu lên. Lúc này, một luồng kiếm quang thoáng chốc bổ xuống đầu ông ta. Vô ngã. Thiên Mang không tránh không né, siết chặt hai tay hét, ta đỡ. Ầm. Một luồng sức mạnh khủng bổ chợt phóng thẳng lên từ trong cơ thể ông ta. Diệp Huyên cả người lẫn kiếm trực tiếp bị đánh bay. Song ngay sau đó, Thiên Mang chợt nhảy lên đá về phía Diệp Huyên. Một cước đó trực tiếp đá thời không thủng một cái lỗ khổng lồ. Đằng xa, Diệp Huyên bị đánh bay chậm rãi nhắm mắt lại, kế tiếp, cả người chợt biến mất. Ầm. Một cước của Thiên Mang lại đá vào khoảng không. Lúc này, dưới háng Thiên Mang lại bỗng dưng xuất hiện một luồng kiếm quang. Một kiếm ấy cực kỳ nhanh, Thiên Mang còn chưa kịp phản ứng đã bị nó đâm vào nơi hiểm yếu nhất của đàn ông. Ầm. Một mảnh kiếm quang chợt nổ tung dưới háng ông ta, cơ thể Thiên Mang lập tức run lên dữ dội, mặt mày nhăn nhó. Ngay sau đó, ông ta giận tím mặt như bị gì đó rất nhục nhã, hai chân kẹp chặt, hét, vô liêm sỉ. Ầm. Kiếm quang lập tức bị kẹp nát, còn Diệp Huyên cũng đã xuất hiện trước mặt ông ta. Cùng lúc đó, một thanh kiếm chợt chém ngang qua hai mắt của Thiên Mang. Ông ta biến sắc, vội nhắm mắt lại. Vèo. Một luồng kiếm quang xẹt qua hai mắt ông ta, nhưng sau đó, lại có một luồng khác chém ngang qua cổ họng. Vèo. Cổ họng Thiên Mang trực tiếp nứt toạc. Xong bấy giờ, Thiên Mang lại đấm mạnh một quyền về phía trước. Oanh. Thời không sụp đổ, một luồng sức mạnh khủng bố ép Diệp Huyên cả người lẫn kiếm lui lại. Nhưng Thiên Mang cũng không chọn đánh tiếp mà cơ thể run lên nhanh chóng lùi lại, kéo ra khoảng cách với Diệp Huyên. Sau khi dừng lại, đôi mắt của ông chợt chảy xuống hai hàng máu tươi dọc theo bên má, cổ họng cũng vỡ ra, máu chảy lênh láng. Đương nhiên, ánh mắt của mọi người có mặt ở đây lại chỉ nhìn về phía háng ông ta, quần ở nơi đó cũng đã biến thành màu đỏ. Mọi người nhìn háng Thiên Mang mà mặt đầy cổ quái. Thiên Mang nhìn Diệp Huyên đằng xa. Chính xác hơn là kiếm Thanh Huyên trong tay hắn. Ông ta nhìn nó, trong mắt toát ra chút nghiêm trọng. Thanh kiếm đó có thể phá hủy phòng ngự của mình. Diệp Huyên phía xa ngó An Lan Tú, thấy nàng bị Cố Thần Quân áp chế thì lập tức cau mày. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại phát hiện, tuy An Lan Tú bị áp chế xong lại lùi tiến có độ, không hề bối rối. Diệp Huyên thấy vậy thì chần chờ, cuối cùng cũng không có ra tay giúp đỡ. Hắn tin tưởng An Lan Tú. Sau khi quay đi, Diệp Huyên bèn ngẩng đầu nhìn Thiên Mang đằng xa. Kế tiếp, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Vô ngã. Thiên Mang thấy Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất thì lập tức biến sắc, ông ta phát hiện, kiếm kỹ kia của Diệp Huyên thật sự rất quỷ dị. Tốc độ nhanh bình thường cũng vẫn có dấu vết lần theo, nhưng tốc độ của Diệp Huyên lại chẳng hề có chút dấu hiệu nào, chỉ khi hắn xuất hiện thì ông ta mới cảm nhận được.
nhưng lúc đó thì cũng đã muộn rồi. Thiên Mang không dám lơ là, lập tức lùi lại, ngồi xổm xuống, đè mạnh hai tay xuống. Ầm. Vừa đè xuống đã có một cái bóng cự thú khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên đầu Thiên Mang, sau đó, con thú kia cũng đè mạnh hai tay về phía trước. Ầm ầm. Thoáng chốc, lấy Thiên Mang làm trung tâm, không gian xung quanh mấy vạn dặm đều sụp đổ. Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang cũng bị ép không ngừng lùi lại. Luồng kiếm quang ấy chính là Diệp Huyên. Sau khi hắn dừng lại bèn ngẩng đầu nhìn Thiên Mang đằng xa. Đúng lúc này, Thiên Mang bỗng hét lớn rồi trực tiếp hóa thành bản thể. Đây là một con yêu thú rất lớn, hai chân giống như trụ trời đứng thẳng giữa không trung, hai tay cũng y như hai cây cột, vung vẩy thì đất trời cũng như rung chuyển. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn con yêu thú kia. Giờ đây, hắn vẫn chưa bày ra sức mạnh chân chính của mình. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó chợt ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không. Lúc này, An Lan Tịnh và An Lan Tú đã bị 5 người đánh hội đồng. 5-1. Mà hai vị thánh quân của dị thần tộc lại là người yếu nhất trong 10 người. Còn thực lực của 8 gã thần bí kia lại mạnh hơn đám thánh quân rất nhiều. Diệp Huyên thấy cảnh đó thì lập tức xa sầm nét mặt. Kia chắc chắn là người của Vô Biên Chủ. Mà có lẽ đối phương còn có rất nhiều cấp dưới mạnh mẽ như vậy. Diệp Huyên như nhớ ra gì đó bỗng quay đầu lại nhìn Kỳ Tỷ Thiên ở đằng xa. Từ sau khi Cố Thần Quân đi đánh An Lan Tú, bà ấy đã nhẹ nhàng hơn. Kỳ Tỷ Thiên thấy Diệp Huyên nhìn mình bèn quay đầu liếc hắn, sao? Diệp Huyên cười nói, gì kỳ, hay là chúng ta đánh con yêu thú kia trước? Kỳ Tỷ Thiên chớp mắt hỏi, đánh hội đồng. Diệp Huyên vội vàng gật đầu. Kỳ Tỷ Thiên lắc đầu. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Kỳ Tỷ Thiên cười bảo, ngươi nhìn bên phải ta đi. Diệp Huyên nghe vậy nhìn về phía bên phải Kỳ Tỷ Thiên, cách đó không xa rỗng tuếch. Diệp Huyên cau mày, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn chợt trở nên nghiêm trọng. Có cao thủ thần bí đang giữ chân Kỳ Tỷ Thiên lại. Kỳ Tỷ Thiên nhìn Diệp Huyên, nhún vai nói, ngươi tự cầu phúc đi. Bà ấy nói xong xoay phát người lại đấm ra một quyền. Đùng. Một quyền này vừa xuất hiện, thời không trước mặt bà ấy dùng mắt thường có thể thấy được trực tiếp mai một. Cùng lúc đó, một bóng người cũng nhanh chóng lùi lại. Khóe miệng Kỳ Tỷ Thiên gợi lên vẻ khinh bỉ, cái loại như ngươi mà cũng muốn giữ chân ta. Xem ta có đánh chết ngươi không? Bà ấy nói xong lập tức bước lên trước, giơ tay đấm tiếp về phía bóng người kia. Xong lúc này, bóng người kia bỗng dừng lại, hai tay tạo thành hình chữ thập rồi kéo sang hai bên, mở. Ầm. Thoáng chốc, thế giới trước mặt gã bỗng nứt ra, một sức mạnh nghiền nát mọi thứ cực kỳ đáng sợ lập tức bao phủ lấy Kỳ Tỷ Thiên. Nhưng ngay sau đó, Kỳ Tỷ Thiên trực tiếp xé nát sức mạnh ấy. Xong, bóng người kia bỗng nhiên bước lên trước quát, mở tiếp. Mở tiếp. Giọng nói kia vừa biến mất, thời không vốn hở lại nứt ra thêm lần nữa, một luồng sáng bắn ra. Đùng. Đất trời chợt vang lên một tiếng nổ như sấm đánh. Sau đó Kỳ Tỷ Thiên thoáng chốc đã bị đẩy lùi hơn trăm trượng. Bên dưới, Thanh Khâu thấy vậy thì khẽ cau mày. Trên không, sau khi Kỳ Tỷ Thiên dừng lại bèn nhìn về phía bóng người kia. Bóng người đó dần dần ngưng thật thành một gã đàn ông đeo mặt nạ. Gã mặc một cái trường bào màu đen, chắp tay sau lưng, đeo mặt nạ không thấy được khuôn mặt. Gã đứng ở kia, cơ thể là mờ mờ ảo ảo giống như không tồn tại trong mảnh thời không này. Bấy giờ, trong đầu Kỳ Tỷ Thiên chợt vang lên giọng nói của Ám U, Kỳ Tỷ Thiên cô nương, người kia là người mạnh nhất thời đại vô danh của vũ trụ vô biên, cũng tên vô danh. Trước khi gặp được vô biên chủ thì cả đời chưa thua bao giờ. Vô danh. Kỳ Tỷ Thiên khẽ cười, sau đó chợt xông lên trước, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt tên vô danh kia. Kế tiếp, bà ấy lập tức đấm ra một quyền. Vô danh giơ hai tay lên rồi kéo sang hai bên, mở. Ầm. Vô số thời không lại bị xé toạc, một luồng ánh sáng khủng bố chợt bắn ra. Trong con người Kỳ Tỷ Thiên lóe lên vẻ dữ tợn, lập tức giẫm mạnh chân phải xuống. Ầm. Tức thì, chân trời chợt trở nên tối đen. Vào giờ phút này, vô tận thời không bị vô danh xé toạc lập tức vỡ vụn. Xong, gã cũng bị đánh bay ra mấy vạn trượng. Sau khi một quyền đánh lui vô danh,
vẻ mặt Kỳ Tỷ Thiên chợt đanh lại rồi xông lên tiếp. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh bà ấy bỗng dưng xuất hiện hai bóng người. Cùng lúc đó, vô danh kia cũng biến mất khỏi tại chỗ. 3-1. Hiển nhiên là vì muốn giữ chân bà ấy lại. Diệp Huyên thấy vậy, mặt mày thoáng chốc xa sầm, trong lòng chợt có chút lo lắng. Quả nhiên, Thiên Mang đằng xa bỗng hét lên, xông lên. Xông lên. Bỗng dưng có vô số lốc xoáy chân đống cả một vùng trời, sau đó 10 con yêu thú có cơ thể khổng chậm rãi đi ra. Toàn bộ đều là vô kiếp cảnh. Đáng sợ nhất là đằng sau 10 con yêu thú ấy còn có bạt ngàn yêu thú không đếm xuể. Mà bên kia, trong truyền tống trận của dị thần tộc cũng bước ra 3 ông lão và cả đều là vô kiếp cảnh. 3 vị thần quân. Bên cạnh 3 người đó còn có 6 người và họ đều mặc áo bào màu vàng. 6 vị thánh quân. Đằng sau 9 người còn có hơn 10 vạn kỵ binh giáp đỏ, trong tay ai cũng cầm trường thương, cưỡi ngựa chiến khổng lồ. Đội quân kéo đến. Giờ phút này, những cao thủ của thư viện Quan Huyên đều mặt mày nặng nề. Về mặt đội hình thì đã hoàn toàn bị đè bẹp, hoàn toàn nghiêng về một phía. Thiên Mang đối diện Diệp Huyên chợt nhìn thẳng vào hắn, hai mắt, cổ họng và dưới háng vẫn đang chảy máu. Ông ta giận dữ nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, gằn giọng nói, ai cũng nói người là vua dựa dẫm, núi lớn của ngươi đâu. Kêu đến đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi mở tay ra, ta có một thanh kiếm, hay là ngươi cảm nhận một chút. Hắn nói xong, kiếm Thanh Huyên chậm rãi bay tới trước mặt Thiên Mang. Thiên Mang cả giận nói, cảm nhận thì cảm nhận. Ông ta quát xong định cầm lấy kiếm, bấy giờ giọng nói của vô biên chủ lại vang lên, ngươi dám đụng vào thanh kiếm đó thì ta lập tức đưa ngươi đi gặp đại quân. Thiên Mang nghe vậy tức thì biến sắc, vội vàng dừng lại. Vẻ mặt Diệp Huyên trầm xuống. Thiên Mang nhìn Diệp Huyên, chẳng phải ngươi là vua dựa dẫm hả? Kêu người đi. Diệp Huyên im lặng. Đánh nhau. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ chợt truyền đến từ xa, chúng ta không đến trễ đó chứ. Chúng ta. Bên dưới, Đinh Thược Dược khẽ cong môi. Chúng ta. Mọi người quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, có 10 cô gái đang đứng đó. Cô gái dẫn đầu mặc một chiếc váy màu trắng, tóc dài tung bay. Nhìn thấy 10 người này, Diệp Huyên ngây người. Hắn nhận ra 2 người trong số đó, một người là cô gái cưỡi một con lợn, còn có cô gái mặc áo gai váy bố đi chân trần. Điện U Minh. Hắn biết, 10 cô gái này đều đến từ Điện U Minh. Bởi vì rất lâu trước. Hắn từng đến Điện U Minh, nhưng nơi đó chỉ có pho tượng, không có bản tôn. Hắn thật không ngờ, Điện U Minh này vậy mà lại đến đây. Mà giờ phút này, chúng nữ của Điện U Minh cũng đang nhìn Diệp Huyên. Bọn họ thật ra cũng không thân thuộc với Diệp Huyên, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hắn là người một nhà. Năm đó Điện U Minh và kiếm chủ áo xanh không phải mối quan hệ bạn bè bình thường, là bạn bè chí cốt. Xa xa Thiên Mang kia nhìn thấy chúng nữ của Điện U Minh, sắc mặt lập tức trầm xuống, bởi vì ông ta cảm nhận được, hơi thở của 10 người trước mặt đều vô cùng mạnh, rất hiển nhiên, không phải người bình thường. Nhưng rất nhanh, ông ta cười khinh thường. 10 người. Cho dù 10 người có mạnh, thì có thể làm gì? Bên này bọn chúng nhiều người. Thiên Mang nhìn chúng nữ của Điện U Minh, cười lạnh, 10 cô gái, các ngươi. Đúng lúc này. Xa xa sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến giọng của vô biên chủ, các người đánh nhau, có phải là rất thích nói lời vô nghĩa không? Không nói lời vô nghĩa thì không thể đánh phải không? Không thể không nói, giờ phút này vô biên chủ đang rất nổi cáu. Bất kể là dị thần tộc này hay là thần yêu tộc, trước khi đánh nhau đều phải nói mấy lời vô nghĩa cả nửa ngày. Đây là cái hành vi ngu ngốc gì? Trực tiếp đánh luôn không được sao? Nghe thấy những lời vô biên chủ nói, sắc mặt Thiên Mang lập tức thay đổi, ông ta không dám làm trái vô biên chủ, lập tức nhìn về phía đám người Diệp Huyên, bàn tay to vung lên, giết. Giết. Thanh âm vừa dứt, những cường giả thần yêu tộc phía sau ông ta lập tức lao xuống chỗ đám người Diệp Huyên phía dưới. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền trầm xuống. Bởi vì cho dù Điện U Minh xuất hiện, bọn họ bên này vẫn ở vào thế yếu. Bởi vì quá ít người. Thời đại này, là thời đại quần ẩu.
mà trạng thái hiện tại giữa Tần Quan và Vô Biên Chủ là kiềm chế lẫn nhau, nếu người của Tần Quan động thủ, đội cận vệ bên cạnh Vô Biên Chủ và những cường giả ông ta mời đến cũng sẽ động thủ. Hơn nữa, những vũ khí của Tần Quan có lực sát thương quá mạnh, không thích hợp để sử dụng ở đây, bởi vì nếu nàng ta cho nổ cậu bé gì đó, đừng nói đối diện, bọn họ bên này cũng không chống đỡ nổi. Sau khi thần yêu tộc phát động tấn công, những cường giả dị thần tộc cũng đều ra tay. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy cùng nhau động thủ, Diệp Huyên thân là người cầm đầu, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên trong tay đột nhiên phóng lên cao, sau khi lên đến không trung, kiếm thanh huyên run lên kịch liệt, ngay sau đó, hàng trăm triệu thanh kiếm chút xuống. Ong! Trong phút chốc vô số tiếng kiếm xé rách vũ trụ ngân hà. Mà thiên mang của thần yêu tộc kia đột nhiên gầm lên, ngăn cản phi kiếm của hắn. Vừa dứt lời, 10 vị yêu thú khổng lồ phía sau ông ta đột nhiên đáp xuống, dùng thân thể chắn những phi kiếm kia của Diệp Huyên. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, cả phía chân trời vô số phi kiếm bị đập tan. Dù sao, 10 yêu thú này cũng không là yêu thú bình thường, đều là cường giả siêu cấp cảnh giới vô kiếp cảnh đỉnh cao, Diệp Huyên ngoài kiếm thanh huyên có thể làm tổn thương bọn chúng ra. Những phi kiếm khác rất khó gây sát thương chí mạng cho bọn chúng. Mà lúc này, một bên thiên nữ của Điện U Minh đột nhiên nói, khai chiến. Nói xong, nàng ta lập tức đi, ngay sau đó, một cái miệng khổng lồ xuất hiện ở phía chân trời, tiếp đó, cái miệng khổng lồ này liền cắn xuống. Ầm vang. Hàng nghìn cường giả thần yêu tộc bị mất mạng ngay tại trận. Cô gái cưỡi lợn đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Sau đó nàng ta liền cưỡi con lợn mập của mình lao đi, nàng ta tung người nhảy lên, vung một đao xuống. Xoẹt! Một mảnh đao quang giống như thác nước, chém cả trời đất. Nhưng mà, 10 cô gái đồng loạt ra tay, cũng không thể ngăn cản tất cả cường giả thần yêu tộc và cả cường giả dị thần tộc. Quan trọng nhất là hố đen vô tận kia, còn có yêu thú không ngừng xông ra. Phía dưới, Thanh Khâu trầm lặng không nói. Phía chân trời, thiên mang điên cuồng cười lớn, nhưng đang cười, dường như ông ta nhận được tin tức gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi nhanh chóng, không tốt. Dừng lại! Dừng lại! Tất cả yêu thú nhận được mệnh lệnh của thiên mang, đều đồng loạt dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía thiên mang. Thiên mang ngẩng đầu nhìn lốc xoáy màu đen, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi, sao có thể? Mà sâu trong tinh không vô tận xa xôi. Vô biên chủ đột nhiên gian biến mất không thấy. Trên bầu trời thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, giọng nói u ám đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, bẩm Diệp Thiếu, các chủ đã dẫn người đến trộm nhà của thần yêu tộc rồi. Diệp Huyên. Thần yêu giới. Thần yêu giới chính là xào huyệt của thần yêu tộc, đối với vũ trụ vô biên và vũ trụ hiện hữu mà nói, nơi này chắc chắn là vô cùng xa lạ. Hơn nữa, cũng là vô cùng đáng sợ. Từ thời đại thần minh vũ trụ vô biên đã bắt đầu chống lại thần yêu tộc à dị thần tộc, mà khi giao đấu với thần yêu tộc và dị thần tộc, vũ trụ vô biên đều áp dụng chính sách phòng thủ. Bởi vậy, các cường giả của vũ trụ vô biên chưa từng đến thần yêu giới, lại càng không dám đến. Mà ngày hôm nay, một cô gái đã đến thần yêu tộc lặng yên không một tiếng động. Tần Quan, nàng ta không lựa chọn ở lại thư viện Quan Huyên, bởi vì nàng ta biết. Nếu nàng ta lại thư viện Quan Huyên, nhất định sẽ bị vô biên chủ chăm sóc đặc biệt. Bởi vậy, nàng ta trực tiếp đến thần yêu giới trộm nhà. Đánh trận, cũng giống như chơi trò chơi, chỉ cần ta trộm nhà của ngươi. Ngươi ở tiền tuyến ưu thế có lớn thì cũng có thể làm gì. Hôm nay, Tần Quan nàng chính là đến để trộm nhà. Tần Quan nhìn tòa thần yêu cổ thành ở xa xa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lúc này, gần 100 cái bóng đột nhiên xuất hiện xung quanh Tần Quan, toàn bộ những cái bóng này đều lặng yên không một tiếng động, tựa như không khí, một chút hơi thở cũng không có. Tần Quan nói, đều làm xong rồi. Mọi người liên tục gật đầu. Tần Quan cười nói, rút. Nói xong, một truyền tống trận khổng lồ xuất hiện ở dưới chân mọi người. Trong truyền tống trận, Tần Quan nhìn phía chân trời, khóe miệng hơi nhếch lên. Cười giống như một con hồ ly, nổ chết các ngươi. Thanh âm vừa dứt, nàng ta và những cái bóng kia liền biến mất. Mà lúc này, bên trong thần yêu giới, gần trăm tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, ngay sau đó,
hàng trăm đám mây hình nấm phóng lên cao từ nhiều nơi trong thần yêu giới. Ầm vang. Trong nháy mắt, cả thần yêu giới trời long đất lở. 100 cậu bé. Mỗi một đám mây hình nấm đều rộng đến mấy nghìn dặm, quả thực là che lấp cả bầu trời. Mà khi những cậu bé này cùng nhau phát nổ, tất cả cường giả thần yêu tộc đều sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một tàn ảnh đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, tàn ảnh này áp mạnh tay phải xuống, chấn. Ầm vang. Trong nháy mắt, một lực lượng khủng bố thổi quét xuống từ phía chân trời, sau đó lan ra khắp thần yêu giới trong nháy mắt. Lực lượng này điên cuồng chấn áp những lực lượng của cậu bé sau khi phát nổ. Tàn ảnh trước mắt này chính là tộc trưởng của thần yêu tộc, Vân Tiêu. Không chung, trong mắt Vân Tiêu hiện lên một tia dữ tợn, tay phải lại áp mạnh xuống, chấn. Ầm vang. Thanh âm vừa dứt, vô số lực lượng khủng bố lại lan ra khắp các nơi trong thần yêu giới, lực lượng từ những cậu bé kia lập tức được ngăn chặn, không khuếch tán ra bốn phía nữa. Nhưng, lực lượng này cũng không biến mất, chỉ là tạm thời bị Vân Tiêu chấn áp. Không chung, sắc mặt Vân Tiêu đột nhiên gian trở nên dữ tợn, đột nhiên, ông ta thả người nhảy, sau đó đạp mạnh một cước xuống, chấn. Ầm vang. Trong nháy mắt, các giới của thần yêu giới lập tức xuất hiện từng luồng lực lượng khủng bố, dưới sự điên cuồng chấn áp của những lực lượng này, lực lượng của cậu bé dần dần tiêu tán. Ước chừng sau một canh giờ, tất cả lực lượng của cậu bé sau khi phát nổ hoàn toàn biến mất. Nhưng là, sắc mặt Vân Tiêu lại trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì thần yêu giới mất rồi. Thần yêu giới của hiện tại, mặt đất sụp đổ, căn nguyên linh khí bị hủy, có thể nói, thật sự là một địa ngục trần gian. Nơi này đã hoàn toàn không còn thích hợp sinh tồn. Ngôi nhà thần yêu tộc đã sinh tồn hàng trăm triệu năm qua cứ như vậy mà mất rồi. Không chỉ như thế, những vụ nổ vừa rồi đến quá đột ngột, bởi vậy, ông ta không thể trấn áp ngay lập tức, điều này dẫn đến rất nhiều cường giả thần yêu tộc đã trực tiếp bị nổ chết. Số yêu thú bị chết ít nhất là mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn. Tim của Vân Tiêu đang rỉ máu. Lúc này, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở đối diện Vân Tiêu. Người tới chính là Vô Biên Chủ. Vân Tiêu nhìn Vô Biên Chủ, người có phải nên cho ta một lời giải thích không? Vô Biên Chủ trầm lặng một lát, sau đó nói, ta không ngờ nàng ta lại đến đánh úp thần yêu giới của ngươi. Vân Tiêu gằn giọng nói, thần yêu tộc của ta đã bị hủy, hơn nữa đã chết mấy ngàn vạn yêu thú. Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, Vân Tiêu, hiện tại không phải lúc phẫn nộ. Vân Tiêu nắm chặt hai tay. Vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ta phải ăn sống rồi người phụ nữ kia. Vô Biên Chủ đột nhiên nói, đi đến vũ trụ hiện hữu đi. Vân Tiêu nhìn về phía Vô Biên Chủ nói, hiện giờ, thần yêu giới của người đã không thích hợp để sinh tồn, sao không trực tiếp đi đến vũ trụ hiện hữu? Chỉ cần tiêu diệt thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các, lấy được tài sản của Tiên Bảo Các, khi đó, thần yêu giới cần gì phải để ý một thế giới nữa? Vân Tiêu trầm lặng. Vô Biên Chủ nói, đây là thời cơ tốt nhất cho ngươi báo thù, có đi hay không, tùy ngươi. Vân Tiêu trầm giọng nói, chủ nhân của bút đại đạo. Vô Biên Chủ nói, yên tâm, lần này, hắn ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Vân Tiêu nhìn Vô Biên Chủ, thật sao? Vô Biên Chủ gật đầu, thật. Vân Tiêu vẫn hơi do dự, đưa toàn tộc tiến đến vũ trụ hiện hữu, vậy sẽ thật sự là tử chiến đến cùng, được ăn cả ngã về không? Lúc này, Vô Biên Chủ không nói thêm gì nữa, xoay người biến mất ở sâu trong tinh không. Tại chỗ, Vân Tiêu trầm lặng, một lát sau, ông ta đột nhiên đanh giọng nói, truyền lệnh, toàn tộc tiến đến vũ trụ hiện hữu. Toàn tộc, vừa dứt lời, ông ta liền biến mất tại chỗ. Rất nhanh, tất cả cường giả đỉnh cấp của thần yêu tộc đều động thủ, tiến đến vũ trụ hiện hữu. Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên nhìn sắc mặt đang vô cùng khó coi của Thiên Mang ở xa xa. Vẻ mặt cổ quái, rất rõ ràng, thần yêu giới chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, bằng không, sắc mặt của tên yêu thú này sẽ không khó coi như vậy. Thiên Mang đột nhiên tức giận chỉ Diệp Huyên, tức giận mắng, thế nhưng đánh lén, đê tiện, vô sỉ, dơ bẩn. Diệp Huyên buông tay, sau đó quay đầu nhìn xuống đệ tử thư viện Quan Huyên ở phía dưới, ông ta muốn dùng văn, có ai muốn lên thể hiện một chút không? Lúc này,
một người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, y hành lễ thật sâu với Diệp Huyên, cung kính nói, viện trưởng, để ta. Diệp Huyên cười nói, được. Người thanh niên quay đầu nhìn về phía Thiên Mang, y lấy ra một quyển sách cổ, sau khi nhìn thoáng qua, y nhìn về phía Thiên Mang, nghiêm túc nói, ngươi là tên đần độn. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thư Hiền. Gương mặt già nua của Thư Hiền nhất thời tối đen. Mọi người. Mắng người. Sắc mặt mọi người tại đây đều trở nên cổ quái. Đừng nói Thư Hiền, sắc mặt của Diệp Huyên cũng có chút khó coi. Đây chính là đệ tử của hắn. Người này lại có thể chửi thề ngay trước mặt mọi người. Thật sự là bôi nhỏ kẻ có học. Mà xa xa, sau khi bị mắng chửi, sắc mặt của Thiên Mang lập tức trở nên dữ tợn, láo xược. Con kiến nhỏ nhoi, dám làm nhục ta, ta. Thiếu niên đột nhiên cắt ngang lời Thiên Mang, bà mẹ ngươi. Mọi người. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, ngươi mau đi xuống. Nói xong, hắn phất nhẹ bàn tay, thiếu niên lập tức bị hắn đưa xuống thư viện phía dưới. Mà thiếu niên cũng không cam lòng, viện trưởng, ta còn muốn chửi. Thư Hiền không nói gì, đương nhiên, cũng không có thật sự tức giận, rất nhiều thời điểm, không phải nói lời thô tục là bôi nhỏ kẻ có học. Khi Thiên Mang đang mắng Diệp Huyên, ông ta đều muốn chửi đối phương một câu đần độn rồi. Hai quân giao chiến, còn có nói gì đánh lén vô sỉ. Phía chân trời, Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Mang đang thịnh nộ, tay phải hắn nắm chặt kiếm Thanh Huyên, đang muốn ra tay, mà lúc này, Thiên Mang kia dường như đã nhận ra sát khí của Diệp Huyên, lập tức sắc mặt khẽ thay đổi, liên tục lùi xa hàng trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Hắn hiện tại kỳ thực rất muốn thi triển đại pháp trận một lần nữa. Trực tiếp dùng một kiếm dây giết Thiên Mang trong chớp mắt, hắn rất tự tin, bởi vì đạo pháp trận cộng thêm kiếm Thanh Huyên hoàn toàn có thể phá phòng ngự của Thiên Mang. Xa xa, Thiên Mang nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng đề phòng, trong nháy mắt vừa rồi, khi ông ta cảm nhận thấy sát ý của Diệp Huyên, trong lòng bất ngờ sợ hãi, rất rõ ràng, tên Diệp Huyên trước mặt này rất có khả năng có thể giết ông ta. Nghĩ đến đây, Thiên Mang không dám khinh thường Diệp Huyên. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, người tới chính là Tần Quan. Diệp Huyên nhìn sang Tần Quang, thế nào? Tần Quan cười nói, một tin tốt và một tin xấu, người muốn nghe cái nào? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, tin tốt. Tần Quan nói, ta đã làm nổ gần như toàn bộ thần yêu giới rồi. Diệp Huyên vội vàng hỏi, tin xấu thì sao? Tần Quan chớp chớp mắt, hiện tại toàn bộ thần yêu tộc đang chạy đến đây. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm xuống. Tần Quan cười nói, hiện tại tình hình có vẻ càng hỏng bét rồi. Diệp Huyên hỏi, có đối sách không? Tần Quan liếc nhìn chỗ sâu trong tinh không, phổ biên chủ vẫn còn một số lượng lớn cường giả siêu cấp chưa ra tay, đang đợi thời cơ hành động. Hơn nữa, không biết được dưới tay người này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Bởi vì ông ta đã triệu tập các cường giả của thời đại trước đây đến. Nói xong. Trong mắt nàng ta hiện lên sự lo lắng. Diệp Huyên trầm lặng. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, người của vô biên chủ càng đánh càng nhiều. Hơn nữa, thần yêu tộc lập tức sẽ cử toàn tộc xâm lấn vũ trụ quan huyên. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, tình cảnh của chúng có hơi khó khăn đây. Bởi vì dị thần tộc còn chưa sử toàn tộc đánh tới. Diệp Huyên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, có diệu kế gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Tần Quan cười nói, ta thay ngươi ngăn cản thần yêu tộc và dị thần tộc, hoặc là, ta đi ngăn cản vô biên chủ, ngươi chọn một cái. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ta có thể chọn cả hai không? Tần Quan trừng mắt với Diệp Huyên, không được, bắt buộc phải chọn một. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, vậy giúp ta ngăn cản thần yêu tộc và dị thần tộc đi. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, ngươi xác định chưa? Ta có thể nói cho ngươi, cường giả dưới tay vô biên chủ hiện nay còn mạnh hơn dị thần tộc và thần yêu tộc. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, An Nam Tĩnh và Thiên Tú còn cả Kỳ Bỉ Thiên đều bị một đám cường giả siêu cấp giam chân. Những cường giả thần bí giam chân bọn họ ít nhất là đã vượt qua vô kiếp cảnh.
Tần Quan cười nói, vậy ta đi ngăn cản thần yêu tộc và dị thần tộc, người bảo trọng. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Chỗ sâu trong tinh không, Phổ Biên Chủ cau lại, đối với Tần Quan, ông ta vẫn có chút cạn lời cộng thêm đau đầu. Phổ Biên Chủ quay đầu, thần minh, người tự mình theo sát nàng ta. Vừa dứt lời, bên cạnh Phổ Biên Chủ cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, người đàn ông trung niên mặc một chiếc trường bào màu đen, đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt có chút tang thương. Thần minh. Người đứng đầu thời đại thần minh. Thần minh vẻ mặt bình tĩnh, cần ta giết nàng không? Phổ Biên Chủ quay đầu nhìn về phía thần minh, nếu ngươi có thể giết chết nàng ta, đương nhiên là tốt, nhưng ta cảm thấy ngươi không thể. Thần minh nói, ta thử xem. Nói xong, y xoay người rời đi, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, y lại nhìn về phía Phổ Biên Chủ, chuyện ngươi đáp ứng với ta, có thể làm được không? Phổ Biên Chủ nói, sau chuyện này, nếu ngươi còn sống, ta nhất định sẽ để ngươi thấy thực lực thật sự của ta. Thần minh khẽ gật đầu, được. Nói xong, y xoay người biến mất vào trong tinh không. Bên kia, nơi nào đó trong tinh không, Tần Quan đứng lặng lặng. Con đường này là con đường thần yêu tộc nhất định phải đi qua để đến vũ trụ quan huyên. Đúng lúc này, xa xa thời không đột nhiên khẽ rung động, ngay sau đó, một người đàn ông chậm rãi đi ra. Người đến chính là thần minh. Tần Quan nhìn thấy thần minh, cười nói, ngươi hẳn là vị thần minh ở bên cạnh Phổ Biên Chủ. Thần minh nhíu mày, ngươi biết ta. Tần Quan gật đầu, một truyền thuyết của thời đại thần minh, thế nào, ông ta phái ngươi tới giết ta. Thần minh nhìn Tần Quan, ông ta nói ta không giết được ngươi, nhưng ta muốn thử xem. Tần Quan cười nói, ngươi nên nghe theo lời ông ta. Thần minh đột nhiên đi về Tần Quan, ta thử xem. Thanh âm vừa dứt, đột nhiên, bốn phía tinh không giờ phút này bắt đầu bốc cháy từng chút một, sau đó hóa thành tro tàn. Giờ phút này, hàng ngàn vạn tinh vực dần dần tan biến giống như một tờ giấy bị cháy. Đây là xóa đi. Hơn nữa là dùng ý niệm xóa đi. Tần Quan lại trông bình tĩnh một cách dị thường, mà đúng lúc này, nàng ta mở lòng bàn tay ra. Một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng ta. Khi nhìn thấy sợi kiếm quang này, đồng tử của thần minh chợt co rụt lại, lập tức dừng bước. Tần Quan nhìn thần minh, cười nói, còn đánh nữa không? Thần minh im lặng một lát, sau đó nói, quấy rầy rồi. Nói xong, y liền xoay người biến mất. Bốn phía tinh không khôi phục bình thường. Tần Quan nhún vai, sau đó nhìn về phía sợi kiếm quang trong tay. Cười hì hì, cảm giác làm vua dựa dẫm cũng không tồi, hì hì. Sợi kiếm quang này chính là năm đó Thanh Sam kiếm chủ tặng cho nàng ta, nhưng mà, nàng ta vẫn luôn không dùng đến. Bởi vì không cần thiết. Trên thế gian này người có thể làm bị thương nàng ta cũng không nhiều. Tuy rằng không dùng, nhưng nàng ta vẫn luôn giữ lại. Kiếm quang chỉ có một đạo, nhưng lại là vũ khí sắc bén hộ thân. Thật ra, đối mặt với thần minh, nàng ta cũng không tính dùng đến, bởi vì thực lực của thần minh vẫn không thể giết được nàng ta. Tần Quan thu hồi sợi kiếm quang trong tay, nàng ta nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng ta đã cảm nhận thấy từng hơi thở khủng bố. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan khẽ nhếch khóe miệng, lên đường. Vừa dứt lời, thời không xung quanh nàng ta đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một chiến hạm vũ trụ xuất hiện ở đây, trong chớp mắt. Nơi đây đã xuất hiện hàng vạn chiến hạm vũ trụ, mà trên mỗi một chiếc chiến hạm vũ trụ đều có hàng nghìn thần cơ. Tần Quan nhìn đám người thần yêu tộc đã xuất hiện, nhẹ giọng nói, tại hạ Tần Quan, đại diện khóa học của hệ Ngân Hà, hôm nay ta phải đại diện hệ Ngân Hà của ta đánh chết các ngươi. Nói xong, nàng ta đột nhiên tức giận chỉ thần yêu tộc ở xa xa, quát nhẹ, giết chết bọn chúng. Cùng với mệnh lệnh của Tần Quan hạ xuống, nơi đây... Những chiến hạm vũ trụ kia đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một chiếc thần cơ trực tiếp hóa thành một ánh sáng lấp lánh lao ra. Hàng nghìn ánh sáng xẹt qua từ trong vũ trụ, cùng lúc đó, từng chùm sáng màu trắng trào ra từ thần cơ, giờ phút này, cả vũ trụ Ngân Hà đều bắt đầu hủy diệt. Xa xa, Vân Tiêu đứng đầu thần yêu tộc đột nhiên dừng lại, nhìn chùm sáng màu trắng trước mắt lao tới, ông ta hơi sững sờ. Cái thứ gì đây? Không kịp nghĩ nhiều, Vân Tiêu đột nhiên giống giận, chiến đấu.
Thanh âm vừa dứt, ông ta lập tức dẫn đầu xông lên. Nhưng rất nhanh, ông ta đã kinh hãi phát hiện, người trong tộc ông ta đang điên cuồng ngã xuống, thân thể yêu thú thần yêu tộc đều cực kỳ dũng mãnh, nhưng điều này không có nghĩa bọn họ là vô địch. Lực lượng khủng bố được những thần cơ kia phóng ra liên tục, yêu thú căn bản không chống đỡ nổi. Đám yêu thú xông lên trước nhất lập tức bị nổ tan tành. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng. Vân Tiêu nổi giận, ông ta đột nhiên thả người nhảy, sau đó đánh mạnh một quyền ra. Ầm vang. Một quyền này đánh ra, hàng vạn trượng trước mặt ông ta lập tức biến thành một vực sâu thời không khổng lồ, mấy trăm chiến hạm vũ trụ bị đánh nát. Tần Quan nhìn thấy một màn này, nhíu mày, phòng ngự hơi kém một chút. Mà lúc này, Vân Tiêu chuẩn bị ra tay tiếp, Tần Quan đột nhiên nói, phóng đạn pháo cuối cùng. Nói xong, nàng ta lập tức xoay người bỏ chạy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở chỗ sâu trong ngân hà. Thanh âm vừa dứt, những thần cơ này đột nhiên bay lên rất nhanh, tốc độ của chúng cực nhanh, đều gần như là nhảy không gian, sau khi chúng kéo dài khoảng cách với đám thần yêu tộc, ngay sau đó, từng quả cậu bé rơi xuống từ chỗ sâu trong tinh không, trong quá trình rơi xuống, những cậu bé này bắt đầu châm ngòi, sau đó hóa thành từng ánh sáng lấp lánh bắn nhanh về phía đám cường giả thần yêu tộc. Mà sau khi phóng ra những cậu bé này, thần cơ lập tức xoay người quay đầu bỏ chạy. Phía dưới, khi nhìn thấy từng quả cậu bé này, sắc mặt Vân Tiêu nhanh chóng thay đổi, bởi vì trước khi đến, ông ta đã biết là thứ gì đã hủy diệt thần yêu giới của ông ta. Chính là loại quả quỷ quái màu đỏ máu này. Vân Tiêu vội giống giận, khôi phục thân thể, phòng ngự. Phía sau, nếu lựa chọn chạy trốn, chỉ có ông ta và một vài cường giả đỉnh cấp của thần yêu tộc có thể chạy trốn, nhưng những người trong tộc kia chắc chắn sẽ phải chết, bởi vì tốc độ của cái thứ quỷ quái này siêu nhanh. Nghe thấy lời của Vân Tiêu, các yêu thú ở đây lập tức khôi phục bản thể, sau đó phòng thủ tại chỗ. Mà lúc này, những cậu bé kia đã sắp rơi xuống. Ầm vang. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, khắp tinh vực lập tức bị xóa sổ, một đám mây hình nấm rộng đến không nhìn thấy biên giới phóng lên cao. Sau nửa canh giờ, Vô Biên Chủ xuất hiện tại đây, lúc này, Vân Tiêu toàn thân đầy vết thương nhìn Vô Biên Chủ, run giọng nói, ngươi có biết ta đã trải qua cái gì không? Vô Biên Chủ. Lúc này Vân Tiêu cực kỳ thê thảm, toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn nứt vỡ, máu tươi không ngừng tràn ra, giống hệt một người máu. Quan trọng nhất chính là tộc nhân của ông ta. Sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, tộc nhân ông ta mang tới đã chết gần 9 phần. 9 phần. Những người còn sống sót đều là cao thủ vạn kiếp cảnh trở lên, sở dĩ những cao thủ này có thể sống sót, không phải bởi vì mạnh mẽ, mà là bởi vì chạy nhanh. Mặc dù còn sống, nhưng tất cả đều bị thương nặng. Trận chiến này, thần yêu tộc mất hết tinh nhuệ. Vô Biên Chủ im lặng. Ông ta không ngờ chuyện sẽ trở thành như thế này, bởi vì ông ta đã đánh giá cao Tần Quan. Trong điều tra của ông ta, Tần Quan không có quân đội nào vô cùng mạnh mẽ, nhưng những món đồ chơi kỳ lạ vừa rồi. Đó là quân đội sao? Lúc này, Vân Tiêu đột nhiên gằn giọng nói, Vô Biên Chủ, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích hay sao? Vô Biên Chủ nhìn về phía Vân Tiêu, ta phải cho ngươi lời giải thích thế nào? Vân Tiêu gầm lên giận dữ, là ngươi để thần yêu tộc ta tiến đến vũ trụ quan huyên chi viện, mà bây giờ, thần yêu tộc ta rơi vào kết cục. Vô Biên Chủ chợt nói, ngươi bình tĩnh lại đi. Vân Tiêu căm tức nhìn Vô Biên Chủ, thần yêu tộc ta đã như vậy rồi, ngươi còn bảo ta bình tĩnh. Vô Biên Chủ, có phải ngươi cùng một phe với vũ trụ hiện hữu kia? Đúng rồi, chắc chắn các ngươi cùng một phe, cố ý hãm hại dị thần tộc và thần yêu tộc ta, ngươi. Vô Biên Chủ đột nhiên phất tay áo lên. Quỳnh. Vân Tiêu trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài vạn trượng. Nhưng mà, ông ta cũng không chết. Vô Biên Chủ nhìn Vân Tiêu, nếu ta muốn giết ngươi, còn cần phải hợp sức với bọn họ sao? Lúc này Vân Tiêu đã bình tĩnh hơn chút. Giọng điệu của Vô Biên Chủ cũng ôn hòa hơn chút, ta biết rõ tâm trạng của ngươi, cũng hiểu được căm giận lúc này của ngươi, nhưng căm giận không thể giải quyết được vấn đề. Trước khi ngươi đến, ta đã nhắc nhở ngươi đừng khinh thường nàng ta. Nhưng ngươi vẫn không đủ coi trọng nàng ta, hai. Sắc mặt Vân Tiêu bình tĩnh, vậy ngươi cảm thấy bây giờ ta nên làm như thế nào?
Vô Biên chủ thoáng nhìn vùng tinh không sau lưng Vân Tiêu, bây giờ vùng tinh không kia chỉ có một màu đen kịt. Bị san bằng rồi. Vô Biên chủ im lặng một lát rồi nói, các ngươi sửa soạn lại đi, ta cho người đưa các ngươi đến vũ trụ hiện hữu. Vân Tiêu nhìn về phía Vô Biên chủ, vẫn đi. Vô Biên chủ thản nhiên nói, nếu bây giờ ngươi muốn rút lui, được thôi. Nhưng mà, ngươi cam lòng sao? Vân Tiêu im lặng. Vô Biên chủ chợt nói ra, thần minh. Vừa dứt lời, thần minh tóc trắng phơ xuất hiện ở nơi này. Vô Biên chủ lại nói, tăng vô. Vừa dứt lời, một lão hòa thượng xuất hiện ở nơi này. Vô Biên chủ nhìn hai người các ngươi hộ tống thần yêu tộc. Thần minh trầm giọng nói, người phụ nữ kia có một luồng kiếm quang. Vô Biên chủ nói, ta biết. Thần minh nhìn Vô Biên chủ, ngươi không nói. Vẻ mặt thần minh bình tĩnh, nàng ta không dám dùng, đó là chỗ dựa cuối cùng của nàng ta, nếu dùng luồng kiếm quang đó, nàng ta sẽ mất đi bùa hộ mệnh cuối cùng. Cho nên, không phải lúc bất đắc dĩ, nàng ta sẽ không dùng luồng kiếm quang đó. Thần minh hỏi, lỡ như dùng thì sao? Vô Biên chủ nhìn về phía thần minh, vậy ta nói cho ngươi biết một cách bảo vệ tính mạng, đừng đi giết nàng ta, hãy đi hủy những món đồ chơi công nghệ cao bên cạnh nàng ta, hiểu không? Thần minh lại hỏi, đồ chơi công nghệ cao gì? Vân Tiêu và Tăng Vô cũng nhìn về phía thần minh, bọn họ đều vô cùng tò mò những món đồ chơi công nghệ cao của Tần Quan. Đặc biệt là Vân Tiêu, bởi vì vừa rồi ông ta suýt thì bị những món đồ chơi kia diệt tộc. Vô Biên chủ bình tĩnh nói, chính là một loại vũ khí, tương tự thần khí của chúng ta, nhưng mà, phương pháp chế tạo những món đồ chơi này của nàng ta không giống với phương pháp chế tạo thần khí của chúng ta. Nói xong, ông ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, các ngươi biết công nghệ không? Ba người lắc đầu. Vô Biên chủ thản nhiên nói, bây giờ các ngươi biết rồi chứ? Ba người. Vô Biên chủ nói, thần minh, tăng vô, bắt đầu từ giờ trở đi, hai người các ngươi phải theo dõi nàng ta xít sao, những công nghệ cao kia của nàng ta lợi hại trong quần chiến, nhưng yếu ớt khi đơn đấu, dựa vào thực lực của hai người các ngươi. Hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy những món đồ chơi đó. Thần minh hỏi, nếu nàng ta dùng luồng kiếm quang kia thì sao? Vô Biên chủ nhìn về phía thần minh, ta bảo đảm. Thần minh im lặng. Vô Biên chủ lại nói, cho hai người các ngươi 10 cận vệ của ta. Vừa dứt lời, 10 người áo đen xuất hiện ở sau lưng hai người. Vô Biên chủ nói, bây giờ nhiệm vụ chính của các ngươi chính là kiềm chế Tần Quan này. Vân Tiêu đột nhiên nói, ta có thể đưa ra yêu cầu không? Vô Biên chủ nhìn về phía Vân Tiêu, ngươi nói đi. Vân Tiêu nhìn Vô Biên chủ, ta không muốn đi đánh người phụ nữ kia, ta muốn đi đánh vua dựa dẫm. Vô Biên chủ im lặng một lát rồi nói, ngươi chắc chắn chứ? Vân Tiêu gật đầu. Vô Biên chủ khẽ gật đầu, có thể. Nói xong. Ông ta nhìn về phía thần minh và tăng vô, đưa tộc trưởng Vân Tiêu tiến đến vũ trụ hiện hữu. Hai người gật đầu. Vô Biên chủ dứt khoát quay người biến mất khỏi nơi này. Vân Tiêu nhìn hai người thần minh, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, ông ta mang theo cao thủ thần yêu tộc còn sống sót biến mất ở sâu trong tinh không. Tại chỗ, tăng vô chắp tay trước ngực, Ai Di Đà Phật. Thần minh thí chủ, luồng kiếm quang kia mạnh sao? Thần minh nhún vai, cũng không phải rất mạnh. Nói xong, y nhìn về phía tăng vô, cũng chắp tay trước ngực, đại sư, kim trung thần công của Phật gia ngươi thiên hạ vô song, ở trước mặt ngươi, luồng kiếm quang kia chẳng là gì. Cho dù trăm luồng kiếm quang chém đến cũng không phá được phòng ngự của ngươi. Tăng vô im lặng một lát rồi nói, ngay cả hòa thượng mà cũng lừa gạt, lương tâm ngươi không bị cắn rứt sao. Thần minh, vũ trụ quan huyên. Giờ phút này. Chiến đấu ở vũ trụ quan huyên vẫn vô cùng kịch liệt, có thể nói, hai bên đã tiến vào thời điểm căng thẳng nhất. Trên không trung, Diệp Huyên cầm kiếm Thanh Huyên, hắn không ra tay, bởi vì không có ý nghĩa, bây giờ nhiệm vụ của hắn là kiềm chế Thiên Mang này. Mà Thiên Mang cũng không ra tay, ông ta sợ kiếm của Diệp Huyên. Mà quan trọng nhất chính là, ông ta lo lắng cho thần yêu tộc. Diệp Huyên bỗng cất lời, Thiên Mang, hay là ngươi đầu hàng đi. Nghe vậy, Thiên Mang sửng sốt, ông ta cho rằng mình nghe nhầm rồi, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, đầu hàng.
Diệp Huyên gật đầu, bây giờ ngươi dẫn theo thần yêu tộc đầu hàng, ta có thể tha chết cho các ngươi. Thiên Mang nhìn Diệp Huyên, có phải ngươi đánh nhau đến ngu người rồi không? Diệp Huyên cười nói, ngươi cảm thấy ta có mạnh không? Thiên Mang im lặng một lát, nói, mạnh. Cuối cùng ông ta cũng không nói trái với lương tâm, bởi vì Diệp Huyên quả thật rất mạnh, hơn nữa cảnh giới của Diệp Huyên thấp hơn ông ta, nhưng lại có khả năng giết chết ông ta. Diệp Huyên nói, ta thành thật nói cho ngươi biết, trong nhà bọn ta là người yếu nhất. Thiên Mang nhìn về phía Diệp Huyên, yếu nhất. Diệp Huyên gật đầu, cho dù cha ta, đại ca ta hay muội ta, ai trong bọn họ cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Ta. Nói xong, hắn khẽ thở dài một hơi, thực không dám giấu giếm, so với bọn họ, ta chỉ là một tiểu đệ. Thiên Mang thản nhiên nói, ngươi là muốn nói cho ta biết đến cha ngươi, đại ca ngươi và muội của ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu, ta ngả bài đây. Thật ra ta chính là một vua dựa dẫm, nếu như không có muội ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thiên Mang nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi nói là đứng trước mặt ba người bọn họ, ngươi chỉ là một tiểu đệ. Diệp Huyên gật đầu. Thiên Mang lại hỏi, chênh lệch bao nhiêu? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, không biết. Hắn thật sự không biết. Thiên Mang tức giận nói, Diệp Huyên, trước khi ta đến đây, bọn họ đã nói với ta rằng, con người ngươi thường hay nói nhăng nói cuội, toàn lời bịa đặt, vậy mà ngươi lại muốn lừa gạt và đe dọa lão phu. Lão phu đã tu hành ngàn vạn năm, là người mà nhóc con miệng còn hôi sữa ngươi có thể lừa dối sao? Diệp Huyên còn muốn nói điều gì, Thiên Mang đột nhiên vung tay lên, Diệp Huyên, ngươi đừng nói mấy lời bịa đặt này với ta nữa. Ngươi là một kiếm tu có thực lực không tệ, cũng là một đối thủ đáng được kính trọng, nhưng nếu như ngươi vẫn còn suy nghĩ dùng lời bịa đặt thấp kém này lừa dối ta, vậy ta sẽ coi thường ngươi. Ngươi có thể giết ta, nhưng không thể sỉ nhục trí thông minh của ta, hiểu không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta hiểu rồi. Đúng lúc này, vòng xoáy ở chân trời xa xa đột nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, Vân Tiêu mang theo những cao thủ thần yêu tộc còn lại đi ra. Nhìn thấy đám người Vân Tiêu, sắc mặt Diệp Huyên lập tức sầm lại. Lại thêm một cao thủ siêu cấp đến, hơn nữa, hơi thở những yêu thú sau lưng thần yêu này cũng vô cùng mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng. Đối mặt với việc càng đánh càng nhiều người. Phải làm sao bây giờ? Trong lòng Diệp Huyên hơi bất đắc dĩ. Sau khi Vân Tiêu đi ra, ông ta quét nhìn xung quanh, sau đó nói, ai là vua dựa dẫm? Mọi người. Lúc này, Thiên Mang kia chỉ vào Diệp Huyên nơi xa, cung kính nói, tộc trưởng, người này chính là vua dựa dẫm của Thư viện Quan Huyên. Vân Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, người chính là vua dựa dẫm Diệp Huyên. Diệp Huyên đen mặt. Vân Tiêu đánh giá Diệp Huyên, sau đó cười xùy một tiếng, nghe nói người có rất nhiều chỗ dựa, đó là thật sao? Giờ phút này ông ta đang ôm một bụng tức không có chỗ trút ra, chẳng phải vua dựa dẫm trước mắt chính là đối tượng trút giận lý tưởng hay sao? Diệp Huyên đang định nói chuyện, tam tiểu thư của dị thần tộc nơi xa bỗng nhiên nói ra, vô biên chủ không dặn các ngươi là đừng có nói nhảm quá nhiều hay sao? Vân Tiêu nhìn về phía tam tiểu thư, tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Tam tiểu thư thoáng nhìn Vân Tiêu, sau đó lùi sang một bên, không nói thêm gì nữa. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về nơi sâu trong tinh không, trong lòng hơi nghi ngờ, vô biên chủ kia thì đâu rồi? Nàng ta biết, chắc chắn vô biên chủ không có ở đây. Bằng không, chắc chắn vô biên chủ sẽ không để Vân Tiêu này nói nhảm với Diệp Huyên nhiều như vậy. Vân Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, đang định nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn ta gọi người sao? Vân Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, gọi đi. Trái lại ta cũng muốn nhìn xem chỗ dựa của ngươi mạnh thế nào. Ông ta không tin những chỗ dựa sau lưng Diệp Huyên đều biến thái giống Tần Quan. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, nếu như ta gọi, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Vân Tiêu nhíu mày, ngươi là phụ nữ à? Bảo ngươi gọi thì ngươi gọi, nói lắm vậy làm gì? Diệp Huyên cũng không nói nhảm nữa, mở bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên chậm rãi bay đến trước mặt Vân Tiêu, muội ta muốn trò chuyện với ngươi. Người cảm ứng nó là có thể nói chuyện. Lúc này, sắc mặt tam tiểu thư nơi xa lập tức thay đổi, khiếp sợ nói, đừng đi cảm ứng thanh kiếm kia. Ngươi sẽ chết. Vân Tiêu chợt quay đầu nhìn về phía tam tiểu thư,
nheo mắt, có phải ngươi có hiểu nhầm gì về thực lực của ta rồi không? Nghe thấy lời của Vân Tiêu, sắc mặt Tam tiểu thư sầm lại. Kiêu căng, ngạo mạn. Đây chính là thần yêu tộc, nàng ta đã từng tiếp xúc với người của thần yêu tộc, những yêu thú này đều cậy mình có cơ thể cường tráng, cực kỳ kiêu căng, thường xuyên không coi ai ra gì. Nhưng Tam tiểu thư cũng không vứt bỏ Vân Tiêu này, bởi vì ở một mức độ nào đó, bây giờ dị thần tộc và thần yêu tộc đang ngồi trên cùng một con thuyền. Tam tiểu thư trầm giọng nói, các hạ, phổ biên chủ đã dặn dò, đừng nói nhảm với người này, càng đừng đi cảm ứng kiếm của hắn. Phổ biên chủ. Vân Tiêu thoáng nhìn kiếm Thanh Huyên trước mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, muội muội ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Vân Tiêu nhìn Diệp Huyên, tần quan là chỗ dựa của ngươi sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, coi như vậy đi. Vân Tiêu nheo mắt nói, so với tần quan thì muội muội ngươi như thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, so với tần quan cô nương, muội muội ta hẳn là lợi hại hơn chút. Nghe vậy Vân Tiêu bật cười, ta không tin. Nói xong, ông ta dứt khoát nắm lấy kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên, ông ta không tin trên đời này còn người phụ nữ nào biến thái hơn tần quan. Không chút do dự, trực tiếp cảm ứng. Xoẹt. Thời không trên đỉnh đầu Vân Tiêu đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một thanh kiếm phá không bay ra, trong nháy mắt, Vân Tiêu còn chưa kịp phản ứng, kiếm hành đạo đã chui vào đầu ông ta. Quỳnh. Vân Tiêu đứng hình, một lát sau, ông ta mờ mịt hỏi ta. Sao rồi? Diệp Huyên nhìn Vân Tiêu, ngươi đoán xem. Vân Tiêu. Bên dưới, sắc mặt Tam tiểu thư tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Huyên, đối với muội muội của Diệp Huyên, nàng ta vừa tò mò vừa sợ hãi. Lại là một kiếm. Vân Tiêu này chính là tộc trưởng của thần yêu tộc. Vậy mà cũng bị một kiếm giết chết. Có nhầm hay không? Mà lúc này, những cao thủ thần yêu tộc nơi đây đều sợ ngây người. Tộc trưởng bị giết rồi sao? Giờ phút này, cả đầu bọn họ cũng đang ong ong choáng váng. Vân Tiêu trước mặt Diệp Huyên vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, đến bây giờ ông ta vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này, đang định nói chuyện, kiếm hành đạo bất chợt phóng lên tận trời, sau đó biến mất ở sâu trong tinh không. Mà Vân Tiêu cũng bị xóa khỏi vùng đất trời này, chính là kiểu bị xóa sổ hoàn toàn. Một người sống sờ sờ ra đó, nói chết là chết luôn. Đáy lòng những cao thủ thần yêu tộc đều sụp đổ. Diệp Huyên thoáng nhìn vào sâu trong tinh không, khẽ mỉm cười. Lúc này, Thiên Mang bên cạnh đột nhiên run giọng nói, đó là muội muội ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Mang, gật đầu, lợi hại chứ. Thiên Mang run giọng nói, nàng giết chết tộc trưởng ta trong chớp nhoáng. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, ngươi không nhìn nhầm. Lại nói, ngươi có muốn cân nhắc thêm về đề nghị vừa rồi của ta không? Ít hầu Thiên Mang khẽ lăn, ông ta thoáng nhìn những cao thủ thần yêu tộc cũng đang mờ mịt giống mình ở xung quanh, trong lúc nhất thời cảm thấy luống cuống, không biết nên làm gì. Đánh! Tộc trưởng cũng bị giết rồi, còn đánh thế nào? Đầu hàng! Hình như cũng không được lắm. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Thiên Mang, nếu đánh tiếp, cho dù thần yêu tộc các ngươi thắng, chỉ sợ cũng không còn vốn liếng để tranh đoạt lợi ích với dị thần tộc. Thậm chí còn có thể bị người ta thâu tóm. Thiên Mang im lặng. Lúc này, một cao thủ thần yêu tộc ở bên cạnh nói ra, chúng ta đi thôi. Người nói chuyện chính là đại trưởng lão Lâm Tiếu của thần yêu tộc, tộc trưởng Vân Tiêu vừa chết, bây giờ ông ta chính là người có thân phận cao nhất thần yêu tộc. Nghe thấy lời của Lâm Tiếu, những cao thủ thần yêu tộc còn lại không chút do dự, rối rít gật đầu. Sau khi trải qua đánh phá của tần quan, thực lực hiện giờ của thần yêu tộc đã cực kỳ nhỏ yếu, mà lúc này, Vân Tiêu lại bị giết chết, thần yêu tộc đã không còn bất kỳ vốn liếng gì để tranh giành với dị thần tộc, tiếp tục đánh nữa, cho dù thắng thì cũng giống như Diệp Huyên nói, trở thành lệ thuộc vào người khác. Bây giờ rút lui còn có thể giữ lại một chút thực lực cho thần yêu tộc. Thoáng chốc, các cao thủ thần yêu tộc đều rút lui. Thiên Mang thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên cũng không ngăn cản. Đối với hắn, thần yêu tộc rút lui là chuyện vô cùng tốt. Chỉ chốc lát, toàn bộ cao thủ của thần yêu tộc rút đi, nơi đây chỉ còn cao thủ của vô biên chủ và dị thần tộc.
mà sắc mặt Tam tiểu thư kia cũng vô cùng khó coi, thần yêu tộc cứ đi như vậy. Quả thật không hợp thói thường. Sau khi cao thủ thần yêu tộc rời đi, thế cục chiến trường nơi đây lập tức xoay chuyển. Diệp Huyên quay đầu nhìn An Lan Tú nơi xa, không ngờ bây giờ An Lan Tú đã có sức chiến đấu ngang với cổ thần quân kia. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại nơi xa, sắc mặt cổ thần quân kia lập tức thay đổi, hắn ta bỗng nhiên quay đầu, đúng lúc này, một sợi kiếm quang chém đến. Vô ngã! Một kiếm đột ngột chém đến khiến cho cổ thần quân biến sắc, lập tức giơ hai tay lên ngăn cản. Ầm ầm! Hai tay cổ thần quân trực tiếp bùng lên kiếm quang chói lóa, ngay sau đó, cổ thần quân liên tục lùi về phía sau, mà lúc này hai cánh tay hắn ta đã vỡ nát, khi hắn ta dừng lại. Bỗng có một thanh trường thương xuyên qua giữa lông mày hắn ta. Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang cũng xuyên qua giữa lông mày hắn ta. Cơ thể cố thần quân cứng ngay tại chỗ. Diệp Huyên mở bàn tay ra, kiếm thanh huyên bay trở về trong tay hắn, cố thần quân kia muốn nói gì đó. Lúc này, một sợi kiếm quang xẹt qua cổ họng hắn ta, sau đó đầu hắn ta trực tiếp bay ra ngoài. Hắn không có thói quen nghe người ta nói nhảm. Diệp Huyên quay người nhìn về phía An Lan Tú vẫn mặc chiếc váy trắng như tuyết, đẹp khiến cho người ta ná thở. Diệp Huyên mỉm cười, nàng mạnh hơn rất nhiều. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, huynh cũng vậy. Diệp Huyên cười ha hả, chúng ta đều mạnh lên rồi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía những thần quân và thánh quân của dị thần tộc nơi xa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Trong chiến đấu với những cao thủ dị thần tộc này, không ít kiếm tu của thư viện Quan Huyên đã chết. Ngay khi Diệp Huyên muốn ra tay, phổ biên chủ kia đột nhiên xuất hiện, ông ta thoáng nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía Tam tiểu thư, Vân Tiêu và thần yêu tộc đâu rồi. Tam tiểu thư thoáng nhìn vô biên chủ, sau đó nói, ông ta đi cảm ứng kiếm của Kháo Sơn Vương. Mà những cao thủ thần yêu tộc còn lại bị Kháo Sơn Vương lừa đi rồi. Phổ biên chủ im lặng chốc lát, sau đó nói, mẹ kiếp. Tam tiểu thư. Giờ phút này vô biên chủ cực kỳ bực bội, ông ta mới rời khỏi một lát mà chuyện đã trở thành thế này rồi. Cái quái gì vậy? Ông ta vốn cho rằng sau bài học bị Tần Quan đánh phá, đầu óc Vân Tiêu sẽ thông minh hơn chút, nhưng thật không ngờ, đầu óc tên này không chỉ không thông minh hơn, trái lại còn ngu xuẩn hơn. Lại đi sờ kiếm. Quả thật không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Vô biên chủ thật sự muốn mắng người. Tam tiểu thư trầm giọng nói, các hạ, còn đánh không? Vô biên chủ mặt không đổi sắc, đánh. Nói xong, ông ta quay người nhìn về phía Diệp Huyên nơi xa, sau đó biến mất ở sâu trong tinh không. Diệp Huyên thấy vậy thì nhíu mày, đúng lúc này, thời không trên đỉnh đầu hắn chợt vỡ ra, ngay sau đó, một màn ánh sáng khổng lồ từ trong thời không nứt vỡ kia phủ xuống. Diệp Huyên nheo mắt nhìn kiếm thanh huyên trong tay rung động kịch liệt, ngay sau đó, hắn phóng lên tận trời, chui vào bên trong thời không nứt vỡ. Tiếng kiếm reo chói tai từ trong thời không nứt vỡ truyền ra vang vọng đất trời. Lát sau, một tàn ảnh từ trong đó vọt ra, người này chính là Diệp Huyên. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn thời không nứt vỡ, trong mắt tăng thêm vẻ nghiêm túc. Lúc này, một cô gái áo trắng chậm rãi đi ra từ trong thời không nứt vỡ kia. Sau khi cô gái áo trắng đi ra, nàng ta quan sát xung quanh, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Thanh Khâu. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sầm mặt lại. Đối phương vừa xuất hiện đã nhìn về phía Thanh Khâu, rất rõ ràng, đối phương biết cao thủ mạnh nhất nơi đây chính là Thanh Khâu. Lại một cao thủ siêu cấp đến. Thanh Khâu không chút yếu thế đối mặt với cô gái áo trắng. Sau khi cô gái váy trắng đi ra, nàng ta bước lên trước một bước, vừa bước lên, thời không nơi đây lập tức xuất hiện những gợn sóng lăn tăn. Ánh mắt cô gái áo trắng vẫn luôn đặt trên người Thanh Khâu, lúc này, tiếng nói của vô biên chủ vang lên bên cạnh cô gái áo trắng, Nhất Lan thần tôn, người này không phải đối thủ của ngươi, thiếu niên bên dưới kia mới là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, cô gái áo trắng khẽ nhíu mày, nàng ta nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới. Khi nhìn thấy hắn chỉ là thần kiếp cảnh, trong mắt nàng ta lóe vẻ kinh ngạc, sau đó nói, vô biên chủ, người chắc chắn chứ? Vô biên chủ nói, chắc chắn. Nhất Lan lại đưa mắt đánh giá Diệp Huyên, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Lúc này, giọng nói u ám vang lên trong đầu Diệp Huyên, Diệp thiếu cẩn thận,
xuất hiện thế lực bí ẩn mới, bọn ta tạm thời không cách nào điều tra ra thông tin của cô gái này, Diệp Thiếu phải thật cẩn thận. Còn nữa, rất nhiều cao thủ dị thần tộc đang chạy đến nơi này. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Rất nhiều cao thủ dị thần tộc đang chạy đến nơi này, mà quan trọng nhất chính là, lại xuất hiện cao thủ bí ẩn không rõ lai lịch. Rất rõ ràng, Vô Biên chủ này lại gọi người tới. Diệp Huyên cũng hơi đau đầu, sao Vô Biên chủ này nhiều người vậy, càng đánh lại càng nhiều. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, Nhất Lan kia bước lên trước một bước, vừa bước lên, thời không trên đỉnh đầu Diệp Huyên đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, Diệp Huyên và An Lan Tú bị cuốn vào trong vùng thời không đang chuyển động qua lại cực nhanh. Đối phương trực tiếp thay đổi vị trí của hai người bọn họ. Diệp Huyên nheo mắt nói, cẩn thận. Nói xong, kiếm Thanh Huyên phóng lên tận trời. Vèo. Một kiếm phá không bay đi. Kiếm Thanh Huyên trực tiếp xé rách thời không nơi đây, sau khi xé rách tạo ra một lỗ hổng to lớn, cảnh tượng trước mắt Diệp Huyên và An Lan Tú bỗng nhiên thay đổi khôn lường, tiếp đó, hai người xuất hiện trong một tinh không tĩnh mịch không biết tên. Mà đứng trước mặt bọn họ chính là Nhất Lan Thần Tôn kia. Nhất Lan Thần Tôn nhìn Diệp Huyên, Vô Biên chủ nói không thể giết ngươi, giam chân ngươi là được rồi. Chờ đến khi ngươi trở về, vũ trụ hiện hữu đã không còn. Diệp Huyên nhìn Nhất Lan, ngươi là ai? Nhất Lan Thần Tôn khẽ cười nói, bọn họ đều gọi ta là Nhất Lan Thần Tôn, nhưng mà, hẳn là ngươi chưa từng nghe đến tên ta. Ta không phải người của vũ trụ hiện hữu, cũng không phải người của vũ trụ vô biên, ta đến từ Bỉ Ngạn Tinh xa xôi. Bỉ Ngạn Tinh. Diệp Huyên trầm giọng nói, chưa từng nghe thấy. Thần Tôn nhìn Diệp Huyên, người bình thường không đến được nơi đó. Vô biên chủ đã từng trợ giúp ta, lần này ta tới trả ơn ông ta, ngươi chỉ cần không hành động, ta sẽ không đánh ngươi, ngươi thấy có được không? Ngươi là cái thá gì? Đúng lúc này, một tiếng nói khiến Diệp Huyên cảm thấy quen thuộc bất ngờ vang lên. Nghe được tiếng nói này, Diệp Huyên choáng váng. Sao lại như vậy? Diệp Huyên rất quen với giọng nói này. Nhưng hắn lại không biết thân phận thật của đối phương. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, ở đằng xa một bóng dáng chậm rãi đi đến, người kia tay cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy bóng đen này, Diệp Huyên trầm mặc. Người đến chính là kẻ thần bí đã chỉ điểm hắn khi ở địa ngục tộc trước đó. Lúc đó ở địa ngục tộc, cho dù hắn trở nên mạnh thế nào cũng không đỡ nổi một kiếm của người trước mặt. Là ai? Diệp Huyên cũng đang khá tò mò. Nhìn thấy kẻ thần bí này, Nhất Lan Thần Tôn ở đằng xa híp mắt lại, ngươi là ai? Kẻ thần bí không nói nhiều lời, giơ tay lên chém một kiếm xuống. Tinh hà nứt toạc. Nhất Lan Thần Tông vẫn rất bình tĩnh, một ngón tay chỉ về phía trước. Luồng kiếm quang hiện lên, Nhất Lan Thần Tôn bỗng bị đánh lùi về sau vạn trượng. Sau khi dừng lại, không gian phía sau Nhất Lan Thần Tông biến thành hư không. Lúc này sắc mặt Nhất Lan Thần Tông trở nên nghiêm nghị hơn. Còn Diệp Huyên lại vui mừng, hắn nhìn kẻ thần bí đó nói tiền bối. Kẻ thần bí xoay người nhìn Diệp Huyên, làm gì? Diệp Huyên do dự một chốc mới nói, ta nên gọi ngươi thế nào? Kẻ thần bí lạnh nhạt đáp, tùy ngươi. Diệp Huyên cạn lời, sao tính tình người phụ nữ này lại kém thế nhỉ? Lúc này kẻ thần bí lại nói, ngươi về đi, cứ để ta giải quyết chỗ này. Diệp Huyên do dự rồi nói, được không? Kẻ thần bí nhìn Diệp Huyên, ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta sao? Diệp Huyên vội nói, không, bọn ta đi. Nói rồi hắn kéo tay An Lan Tú, sau đó xoay người cầm kiếm lên rồi biến mất. Nhất Lan Thần Tôn đó nhíu mày, vừa định ra tay thì lúc này kẻ thần bí đó bỗng nói, ngươi xem thường ta sao? Vừa dứt lời, nàng ta lại chém một kiếm nữa. Kiếm quang bỗng nổ tung từ phía chân trời đằng xa, ngay sau đó Nhất Lan Thần Tôn bị văng ra xa vạn trượng. Sau khi Nhất Lan Thần Tôn dừng lại, sắc mặt nàng ta trở nên lạnh lùng, nhìn kẻ thần bí nói, cô đã thành công chọc giận ta rồi. Kẻ thần bí thấp giọng nói, người phụ nữ vô tri, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn, ta chỉ là một phân thân thôi. Phân thân. Nhất Lan Thần Tôn trợn tròn mắt, nàng ta nhìn kẻ thần bí với ánh mắt sợ hãi, ngươi. Kẻ thần bí lắc đầu, còn thành công chọc giận ngươi.
Người như ngươi cũng chỉ có thể đến bắt nạt người. Bắt nạt tên lúc nãy. Nói rồi nàng ta biến mất. Ánh mắt Nhất Lan Thần Tôn lóe lên sự tàn độc, sau đó cũng biến mất. Một khắc sau. Trận chiến kết thúc. Tay phải kẻ thần bí đang cầm kiếm, tay trái cầm một cái đầu xinh đẹp, chính là đầu của Nhất Lan Thần Tôn. Kẻ thần bí lắc đầu nói, cái thứ rác rưởi gì vậy chứ? Nói rồi nàng ta xách cái đầu đó biến mất khỏi chỗ đó. Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên dùng kiếm Thanh Huyên quay lại thư viện Quan Huyên, thấy Diệp Huyên quay lại, các học sinh của thư viện Quan Huyên lập tức thở phào. Thanh Khâu ngẩng đầu lên nhìn vào nơi sâu thẳm trong tinh không vô tận đó, nàng ấy vừa liếc mắt đã nhìn thấy kẻ thần bí đó. Kẻ thần bí cũng dừng chân ở nơi sâu thẳm trong tinh không vô tận, sau đó quay đầu lại nhìn Thanh Khâu. Thanh Khâu mỉm cười. Kẻ thần bí đó im lặng một lúc rồi xoay người rời đi. Thanh Khâu thu lại tầm mắt, lúc này Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt nàng ấy, hắn nhìn Thanh Khâu, này, muội quen với kẻ thần bí đã giúp ta lúc nãy không? Thanh Khâu gật đầu, quen. Diệp Huyên vội hỏi, ai thế? Thanh Khâu chớp mắt, tạm thời không nói cho huynh biết. Diệp Huyên cạn lời. Thanh Khâu ngẩng đầu lên nhìn Vô Biên Chủ ở chân trời, người của ngươi chết rồi. Vô Biên Chủ gật đầu nói, là ta sơ suất. Thanh Khâu cười nói, còn ai nữa không? Vô Biên Chủ khẽ cười nói, dĩ nhiên, ta đã kinh doanh vài ngàn năm nay rồi sao có thể chỉ có chút này được. Thanh Khâu nhìn Vô Biên Chủ, vậy thì bắt đầu đi. Vô Biên Chủ gật đầu, như ngươi mong muốn. Nói rồi ông ta xòe bàn tay ra, một lá bùa bỗng bay lên, bị đốt cháy từ nơi sâu thẳm tinh không. Không gian bỗng nứt ra, ngay sau đó một bóng tượng ảo khổng lồ từ từ bay ra. Bóng tượng khổng lồ này đang cầm một cái kích dài, phong thái uy nghiêm, toát ra uy lực đáng sợ đến nghẹt thở. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Khâu bên dưới nhíu mày. Lúc này bóng tượng ảo khổng lồ đó bỗng giơ thanh kích dài lên tức giận chỉ xuống dưới, diệt. Cả vũ trụ Quan Huyên bắt đầu bị thiêu cháy. Đây là muốn hủy diệt cả vũ trụ Quan Huyên. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên bỗng thay đổi, hắn không nghĩ nhiều bèn giơ kiếm lên. Biến thành một luồng kiếm quang đánh về phía bóng tượng ảo khổng lồ đó. Trong tinh không, bóng tượng ảo khổng lồ đó bỗng thu kích lại, sau đó lại hung hăng chỉ về phía trước lần nữa, bọn nhãi nhép. Thoáng chốc kiếm quang bị phá tan, Diệp Huyên rơi thẳng xuống từ nơi sâu thẳm tinh không, lúc rơi vào trong thư viện Quan Huyên, một bàn tay đỡ sau lưng hắn, chính là An Lan Tú. An Lan Tú ngẩng đầu lên nhìn bóng tượng ảo khổng lồ đó. Trong mắt cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Khóe môi Diệp Huyên xuất hiện vết máu. Lúc này hắn cảm thấy khá sợ hãi, vì mặc dù hắn không sử dụng Quan Huyên giáp nhưng cơ thể của hắn lại cực kỳ mạnh, thế nhưng đòn tấn công vừa rồi lại khiến hắn bị thương. Khủng khiếp thật! Cái thứ này còn mạnh hơn Nhất Lan Thần Tôn kia nữa. Lúc này bóng tượng ảo khổng lồ cúi người xuống nhìn thư viện Quan Huyên bên dưới. Thanh kích dài trong tay ông ta bỗng chỉ xuống dưới lần nữa, chúng sinh, diệt. Vừa xuất kích, không gian trên bầu trời thư viện Quan Huyên bỗng bắt đầu bị thiêu đốt, sau đó từng chút bị hủy diệt. Không chỉ bên trên thư viện Quan Huyên mà cả vũ trụ Quan Huyên lúc này cũng đang rung chuyển dữ dội, rất nhiều thế giới bắt đầu sụp đổ. Cảm nhận được thế, ánh mắt Diệp Huyên hiện lên vẻ hung hãn, hắn quay đầu lại nhìn An Lan Tú cùng ra tay đi. Vừa dứt lời, chân phải hắn đá một cú, sau đó biến thành kiếm quang lao lên trời. An Lan Tú cũng cầm cây giáo dài lao lên trời theo sau hắn. Trong tinh không, bóng tượng ảo khổng lồ đó bỗng tức giận hét lên một tiếng. Vùng tinh vực mà ông ta nhìn thấy xung quanh đều bị chấn động. Bóng tượng ảo khổng lồ chém một kích xuống, mọi người đều cảm nhận được uy lực đáng sợ đến nghẹt thở. Trong tinh không. Kiếm quang và giáo quang lập tức bị phá tan, Diệp Huyên và An Lan Tú rơi thẳng vào thư viện Quan Huyên. Thấy thế, sắc mặt các cường giả thư viện Quan Huyên đều trở nên khó coi. Ngay cả viện trưởng cũng không phải là đối thủ. Ngay lúc này một luồng kiếm quang bỗng lao vút lên trời. Tiếng kiếm vang lên xé toạc chân trời. Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt bóng tượng ảo khổng lồ đó một lần nữa, cổ tay Diệp Huyên hơi động. Kiếm Thanh Huyên trong tay bỗng rung lên dữ dội, ngay sau đó hai tay cầm kiếm của Diệp Huyên chém về phía trước. Đạo Pháp Trận.
Diệp Huyên cũng không dám giữ lại chiêu thức gì khi đối mặt với bóng tượng ảo đáng sợ này, cứ thế sử dụng đạo pháp trận trong kiếm Thanh Huyên. Vừa tung ra đòn tấn công này, kiếm khí quét qua không trung, trong luồng kiếm khí này có chứa vô số lá bùa bí ẩn, mỗi loại bùa chú đều là đạo tắc và pháp tắc. Cùng lúc đó trời đất xung quanh bỗng vang vọng giọng nói vừa già nua vừa bí ẩn. Đối diện với Diệp Huyên là bóng tượng ảo khổng lồ đó, ông ta bỗng tức giận gào lên, tay phải tầm thanh kích dài, sau đó đánh về phía trước, phá. Một cú đánh toàn lực, vũ trụ rung chuyển. Lúc này kiếm khí của Diệp Huyên vừa lao đến. Ầm. Kiếm khí đáng sợ bỗng nổ tung, thoáng chốc Diệp Huyên và bóng tượng ảo khổng lồ đó cùng bị chấn động lùi về sau trong tầm mắt của mọi người. Tốc độ hai người lùi về sau cực kỳ nhanh, chớp nhoáng đã lùi ra sau vài trăm vạn trượng. Khi dừng lại, cả người Diệp Huyên chấn động dữ dội, hắn nôn ra máu. Cả người Diệp Huyên đã tê cả lại. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn vẫn không sử dụng quan huyên giáp, nhưng hắn đã dùng đến kim cang bất hoại thể, khiến cơ thể bước vào trạng thái vô địch mà ông Lê đã nói. Không có vô địch thật sự, nhưng cũng đã rất mạnh rồi. Vì hắn biết nếu hắn không dùng kim cang bất hoại thể thì đòn tấn công mạnh mẽ lúc nãy đã khiến cơ thể ông tan nát rồi. Đáng sợ quá. Lúc này cả người bóng tượng ảo khổng lồ ở đằng xa cũng đã có rất nhiều vết nứt. Đòn tấn công vừa rồi của Diệp Huyên cũng khiến ông ta bị thương nặng. Đạo pháp trận cộng thêm kiếm Thanh Huyên, pháp thân thần tượng của ông ta cũng không đỡ nổi. Bóng tượng ảo ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, trong mắt cũng hiện lên vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Dĩ nhiên đa phần là tức giận, ngươi thế mà lại làm ta bị thương. Bị một người phàm làm cho bị thương quả là nỗi nhục nhã với ông ta. Bóng tượng ảo bỗng siết chặt thanh kích dài trong tay, ngay sau đó đỉnh đầu ông ta xuất hiện một lá bùa cực lớn, lá bùa này dần biến thành màu đỏ, sau đó bắt đầu rung lên dữ dội, cùng lúc đó khí tức đáng sợ cũng toát ra từ người ông ta. Thấy thế sắc mặt Diệp Huyên sầm lại. Tên này còn sức để đánh à? Diệp Huyên cũng không nghĩ nhiều, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười hung tợn, kiếm Thanh Huyên trong tay rung lên dữ dội. Chẳng phải là đánh nhau thôi sao? Ai sợ ai chứ? Diệp Huyên kích hoạt sức mạnh huyết mạch của mình. Ầm. Cả người Diệp Huyên trở thành huyết nhân, cùng lúc đó tinh không xung quanh hắn biến thành biển máu. Bóng tượng ảo đó nhìn Diệp Huyên, mặt mày dữ tợn. Ông ta vừa định ra tay thì đúng lúc này không gian đằng sau Diệp Huyên bỗng nứt ra, ngay sau đó lại một bóng tượng ảo khổng lồ bay ra. Cùng lúc đó hai bên trái phải của Diệp Huyên cùng lúc xuất hiện hai bóng ảo khổng lồ. Ba ảo ảnh, một cầm búa lớn, một cầm viên luân, một cầm dây xích. Bốn bóng tượng ảo xuất hiện cùng lúc như ma thần giáng thế. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sầm mặt, đây là muốn ỷ đông ăn hiếp yếu à? Bóng tượng ảo cầm kích dài đối diện Diệp Huyên tức giận nói, thế nào? Thế thì sao? Lúc này một giọng nói vang lên từ đằng xa, người nhiều lợi hại lắm sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Huyên mừng rỡ. Diệp Huyên quay đầu nhìn sang, cách đó không xa, một cô gái chậm chậm bước đến. Cô gái mặc váy dài màu lam, tóc dài xõa vai, trong tay còn cầm theo một con cá đang ăn dở. Khi nhìn thấy cô gái này, gương mặt Diệp Huyên bỗng tươi cười, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm. Thiên đạo chi chủ hiện tại. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Niệm Niệm, hắn nhìn cô gái quen thuộc trước mặt, khẽ nói, Niệm tỷ, đã lâu không gặp. Mộ Niệm Niệm vươn tay khẽ lau vết máu bên khóe miệng Diệp Huyên, cười nói, đúng là rất nhớ ngươi. Diệp Huyên cười ha ha. Không thể không nói, lúc này hắn rất vui mừng. Rất nhiều người quen trước kia, từng người xuất hiện, sao hắn không vui được chứ? Nhất là Niệm tỷ, lúc trước ly biệt, hắn cũng chưa từng gặp lại Mộ Niệm Niệm, mà hắn lại không ngờ, hiện tại vào lúc thời khắc hiểm nguy, Niệm tỷ lại đích thân đến. Không thể không nói, chuyện này khiến trong lòng hắn rất ấm áp. Nhìn thấy Diệp Huyên cười ngây ngốc như đứa trẻ, Mộ Niệm Niệm khẽ cười, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Huyên, sau đó cười nói, lát nữa lại ôn chuyện cũ. Nói xong, nàng quay người nhìn bốn cái ảo ảnh khổng lồ kia, cười nói, nhóc con, đệ có biết bốn bọn chúng là gì không? Diệp Huyên thành thật nói, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn Diệp Huyên sau đó nói, bọn họ là tứ đại pháp thần, đến từ Bỉ Ngạn Tinh xa xôi, dù là ở Bỉ Ngạn Tinh cũng thuộc vào hàng có máu mặt,
Diệp Huyên thấp giọng nói, kẻ địch lần này càng đánh càng nhiều, càng đánh càng mạnh, ta sắp không chịu nổi rồi. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, không sao. Nói rồi, nàng vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, mượn kiếm để dùng. Nói xong, nàng bỗng lao lên trời, sau đó, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên biến thành một luồng kiếm quang xuất hiện trong tay Mộ Niệm Niệm ở trên trời. Bù! Tiếng kiếm vang vọng xé trời. Ở phía xa, ánh mắt ảo ảnh khổng lồ tay cầm trường kích chợt trở nên hung hăng, đám Lâu La còn con mà cũng dám mạo phạm bổn thần. Nói rồi, đánh mạnh một kích về phía Mộ Niệm Niệm. Ầm! Vừa đánh xuống, toàn bộ sinh linh vũ trụ quan huyên đều cảm nhận được cảm giác áp lực đáng sợ có thể hủy diệt cả đất trời. Các cao thủ đỉnh cao kia đều mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Dưới tầm mắt của mọi người, Mộ Niệm Niệm lập tức chém một kiếm về phía kích kia. Nghênh chiến trực diện. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang vọng khắp tinh không, sau đó, ảo ảnh khổng lồ cầm trường kích kia lập tức lùi ra cả 10 vạn trượng, khi ông ta vừa dừng lại, trường kích trong tay ông ta lập tức vỡ thành tro. Thấy vậy, Diệp Huyên ở bên dưới, bỗng vung tay hô lên, quát lớn, Niệm tỷ, mãi đỉnh. Luôn là đỉnh của chóp. Ở bên dưới, vô số cao thủ thư viện quan huyên lúc này cũng bừng bừng khí thế. Thanh Khâu nhìn Mộ Niệm Niệm trong tinh không, khẽ cười, được lắm. Ninh Thược Dược quay đầu nhìn Thanh Khâu, chớp mắt, chỉ là được thôi sao? Thanh Khâu khẽ cười, không nói gì. Ninh Thược Dược im lặng, trong lòng vô cùng phức tạp, lúc này, bỗng chốc bà ấy nhớ ra người trước mặt là ai, người có thể khiến Thanh Khâu cảm thấy được, trong cả vũ trụ này có lẽ không vượt quá một bàn tay. Nơi tinh không sâu thẳm, ảo ảnh khổng lồ bị Mộ Niệm Niệm chém lùi đang nhìn trường kích bị vỡ tan thành mảnh nhỏ khắp trời, vẻ mặt ngơ ngác, sau đó, ông ta bỗng giận dữ, gào lên rồi đánh ra một quyền về phía Mộ Niệm Niệm. Ầm ầm. Một quyền này đánh ra, cả tinh hà lập tức sôi sục tựa như sóng thần khủng bố, cả tinh không lập tức dâng cao cả mấy chục vạn trượng, vô cùng đáng sợ. Cả tinh không ở trước mặt một quyền này, rõ ràng nhỏ bé vô cùng. Đối mặt với một quyền kinh khủng này, vẻ mặt Mộ Niệm Niệm ở phía xa vẫn bình tĩnh, nàng đột nhiên vươn người, sau đó chém một kiếm xuống. Bù! Một luồng kiếm khí tựa như sấm chớp mắt đã đến gần, tiếp đó, tiếng kiếm sắc bén vang vọng khắp nơi. Thời không xa xôi vô tận lập tức bị chém rách một lỗ hổng khổng lồ, lỗ hổng vừa xuất hiện, Mộ Niệm Niệm lập tức biến mất không dấu. Bù! Một luồng kiếm quang tiến vào trong lỗ hổng, một thoáng im lặng. Bỗng chốc tinh vực trong vòng mấy trăm dặm lập tức bị một luồng kiếm quang đánh vỡ, đồng thời, đầu ảo ảnh khổng lồ cũng chậm chậm rơi từ trên xuống. Thấy vậy, Diệp Huyên ở phía dưới lại khẽ cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Niệm tỷ, vẫn xuất sắc như vậy, vẫn mạnh mẽ như vậy. Trên tinh không, Mộ Niệm Niệm tay cầm kiếm, váy dài khẽ tung bay giống như tiên tử không vướng bụi trần, còn kiếm thanh huyên trong tay nàng lại khẽ chuyển động, tạo ra tiếng kiếm vang vọng. Mộ Niệm Niệm quay người nhìn tinh không sâu thẳm phía xa, cười nói, Vô Biên Chủ, tiếp một chiêu. Vô Biên Chủ gật đầu, được. Mộ Niệm Niệm đột nhiên lao lên trời, chém một kiếm xuống Vô Biên Chủ. Bù! Kiếm khí xé rách cả bầu trời, đập nát mọi thứ. Nơi tinh không sâu thẳm, vẻ mặt Vô Biên Chủ vẫn bình tĩnh, ông ta tiến lên một bước, lật tay phải, sau đó đè xuống dưới. Tay vừa đè xuống. Tinh không xung quanh bỗng chốc sôi sục, từng tiếng niệm chú cổ xưa bỗng vang lên khắp cả tinh vực vũ trụ. Ầm! Kiếm quang vỡ vụn, một bóng người rơi thẳng xuống. Không lâu sau, Mộ Niệm Niệm đã xuất hiện trên bầu trời vũ trụ quan huyên bên dưới. Mà sức mạnh kinh khủng kia vẫn không hề biến mất, bao phủ xuống dưới, nếu nó rơi xuống thì cả vũ trụ quan huyên cũng tận mạng. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên bỗng thay đổi. Hắn đang định ra tay thì lúc này, một bàn tay đã đè lại vai hắn, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu vung tay, một vùng kiếm quang phóng lên trời. Ầm ầm. Kiếm quang chém đến, đất trời đột nhiên khôi phục lại bình thường. Nơi tinh không sâu thẳm, Vô Biên Chủ từ trên cao nhìn Mộ Niệm Niệm bên dưới, Mộ cô nương, kiếm của ngươi vẫn không thể làm ta bị thương. Mộ Niệm Niệm nhìn Vô Biên Chủ nơi tinh không sâu thẳm. Ánh mắt nàng có chút nghiêm trọng hiếm thấy. Một trường vừa nãy, nàng đã nhìn ra chênh lệch giữa nàng và đối phương.
Lúc này, Thành Khâu bỗng nhẹ giọng nói, vũ trụ trước mắt chỉ có tam kiếm là có thể giết được ông ta, ngay cả là chủ nhân bút đại đạo, với tình hình hiện tại thì cũng không thể làm gì được ông ta. Nói rồi, nàng ta nhìn Mộ Niệm Niệm, cười nói, nhưng mà, Niệm Niệm cô nương cũng rất ưu tú, thành tựu tương lai của cô chắc chắn không kém hơn ông ta. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, không sao cả, đánh không được thì đánh không được tôi, ta không nản lòng, dù sao, vũ trụ rộng lớn vô biên, ngoài tam kiếm, chắc chắn có vô số cao thủ siêu cấp. Thanh Khâu gật đầu, cười nói, đúng vậy. Lúc này, vô biên chủ kia bỗng nói, vậy chúng ta chính thức bắt đầu thôi. Thanh Khâu nhìn vô biên chủ, được, vô biên chủ mở lòng bàn tay, một phù chú chậm chậm bay ra từ trong tay ông ta, sau đó, phù chú kia lập tức bốc cháy. Vừa bùng cháy, một ngọn lửa đỏ rực như máu đột nhiên phụt lên trong thời không trước mặt ông ta, ngay sau đó, ngọn lửa bỗng chuyển động, tiếp đó một người lửa khổng lồ dần dần xuất hiện trong ngọn lửa. Sau khi người lửa khổng lồ lửa kia xuất hiện, tinh không lập tức tĩnh lặng. Không thể chống chọi được sức lực này. Người lửa khổng lồ lửa này cao đến cả nghìn trượng, trên đầu mọc hai cái sừng đen, mỗi bước đi của nó khiến cả tinh vực đều rung chuyển, tựa như một cơn động đất vậy. Mộ Niệm Niệm nheo mắt, hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc. Diệp Huyên quay đầu nhìn Mộ Niệm Niệm, cũng là đến từ Bỉ Ngạn Tinh. Mộ Niệm Niệm gật đầu, thực lực tộc này ở Bỉ Ngạn Tinh cũng thuộc năm tộc đứng đầu, vô biên chủ này lại có thể sai khiến bọn họ. Diệp Huyên im lặng, cũng thấy đau cả đầu, hắn phát hiện, kẻ địch này thực sự càng lúc càng mạnh, càng đánh càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy, đến lúc nào mới kết thúc. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu nhìn vô biên chủ, ta cảm thấy nếu cứ đánh tiếp như vậy thì cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi có chiêu gì, cứ tung ra một lần đánh cho xong, có được không? Chúng ta quyết thắng thua một lần, không cần phải dây dưa. Vô biên chủ khẽ cười nói, được thôi. Nói xong, ông ta khẽ vung tay phải, ở phía xa, các cao thủ tấn công An Lan Tịnh và Thiên Tú với cả Kỳ Tỷ Thiên bỗng chốc lui xuống. Ba người An Lan Tịnh đều nhíu mày. Ở bên kia, các cao thủ vũ trụ vô biên cũng đều dừng lại, sau đó lùi ra sau vô biên chủ, các cô gái của U Minh Điện cũng không tiếp tục, bọn họ cũng lùi ra xung quanh Diệp Huyên. Trong tinh không, vô biên chủ nhìn xuống nhóm Diệp Huyên bên dưới. Khẽ cười, các cao thủ đỉnh cao của vũ trụ tam duy trước kia về cơ bản đều đã tề tựu. Nói xong, ông ta đột nhiên chỉ về nhóm An Lan Tịnh, cười nói, như vậy thế nào, ta và các ngươi đánh một trận trước, An Võ Thần, Thiên Tú Tộc Trưởng, Kỳ Cô Nương, với cả Mộ Cô Nương, bốn người cùng lên, thế nào? Một đánh bốn. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. An Lan Tịnh bỗng nói, không cần bốn đánh một mình ta là đủ. Vừa nói xong, đột nhiên nàng ấy phóng lên trời. Trong tinh không, vô biên chủ cười nói, không hổ là An Võ Thần, gặp mạnh sẽ mạnh. Nói xong, ông ta đột nhiên bước ra, điểm tay, vừa điểm ra thì cả tinh hà lập tức vỡ nứt, một vết nứt khổng lồ rộng cả mấy nghìn trượng bỗng vắt ngang cả tinh hà, hơn nữa còn dùng tốc độ vô cùng kinh khủng che phủ cả vũ trụ vô biên, chưa đến một nhịp thở mà cả vũ trụ vô biên đã tan vỡ đến tận cùng. Một điểm tay đã phá vỡ cả tinh hà. Mà đây chỉ là kết quả từ một cái điểm tay nhẹ nhàng. Ở bên dưới, ánh mắt An Lan Tịnh bỗng trở nên hung hăng, nàng ấy xoay cổ tay, trường thương trong tay bỗng đâm về trước. Một thương dùng toàn lực. Một thương này đâm thẳng vào đầu ngón tay vô biên chủ kia. Ầm ầm. Đột nhiên đất trời rung chuyển, sau đó, An Lan Tịnh lập tức bị đánh bay về chỗ cũ, nhưng ngay sau đó, nàng ấy lập tức biến mất, trong tinh không, vô biên chủ lại điểm tay lướt qua. Ầm ầm. Vừa lướt qua, đã chính xác điểm vào đầu mũi thương của An Lan Tịnh. Răng rắc. Trường thương lập tức vỡ nứt, còn An Lan Tịnh chợt buông lỏng trường thương, quay người đá mạnh vào đầu vô biên chủ. Vô biên chủ đột nhiên nâng tay trái chặn lại. Ầm ầm. Vô biên chủ mạnh mẽ ngăn chặn toàn bộ sức mạnh của An Lan Tịnh, không hề bị thương gì. Bóng người An Lan Tịnh khẽ chuyển động, lùi về sau cả trăm trượng, tránh né một quyền từ tay phải của vô biên chủ, nhưng sau đó, vô biên chủ bỗng xuất hiện trước mặt nàng ấy, vô số tàn ảnh chém đến. Nhanh! An Lan Tịnh chậm rãi nhắm hai mắt. Sau đó, trong tầm mắt của mọi người, An Lan Tịnh vừa đánh vừa lui. Thấy vậy,
vẻ mặt Diệp Huyên trùng hẳn. Thấy vậy, An Lan Tịnh bỗng mở bừng mắt, nàng chắp hai tay, võ cực bản. Vừa dứt lời, tay phải nàng ấy bỗng đánh mạnh một quyền. Ầm ầm. Một quyền này, tỏa ra vô số tàn ảnh, đất trời tối đen như mực, toàn bộ tinh hà vỡ vụn. Vô Biên Chủ lùi ra mấy trăm dặm, sau khi dừng lại, ông ta nhìn An Lan Tịnh ở phía xa, khẽ cười nói, không hổ là người từng có thiên phú mạnh hơn cả kiếm chủ áo xanh, đáng tiếc, ngươi lại không có thiên mệnh, nếu không, thành tựu của ngươi nhất định sẽ không kém hơn kiếm chủ áo xanh. An Lan Tịnh nhìn Vô Biên Chủ, ngươi không phải bản thể. Không phải bản thể. Lời này vừa thốt ra, mọi người trong sân đều kinh sợ. Vô Biên Chủ trước mắt này lại không phải là bản thể. Ở bên dưới, Đinh Thược Dược quay người nhìn Thanh Khâu, người biết hắn không phải bản thể không? Thanh Khâu gật đầu. Đinh Thược Dược nhìn Thanh Khâu, tại sao không nói? Thanh Khâu lắc đầu, nói hay không nói, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đinh Thược Dược im lặng. Ngay lúc này, Vô Biên Chủ bỗng nói, nên kết thúc thôi. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên bên dưới, muốn phá vỡ thế cục thì phải giết ngươi trước, ta nguyện hy sinh bản thân, giết người có thiên mệnh là ngươi, phá vỡ thế cục vô hạn, một khi ngươi chết, chủ nhân bút đại đạo có tồn tại cũng không còn ý nghĩa gì, mọi thứ trên thế gian cũng ngừng. Ầm ầm. Đột nhiên, thân thể ồn ta dần trở nên rõ hơn. Bản thể đã đến, thấy vậy, mọi người trong sân đều biến sắc. Ở bên dưới Thanh Khâu nheo mắt, tay phải nàng ấy khẽ siết chặt, một luồng hơi thở kinh người bùng phát từ trong thân thể nàng ấy. Trên trời, Vô Biên Chủ bỗng cười lớn, Thanh Khâu cô nương, không kịp rồi. Cho dù ngươi có khôi phục lại thực lực, cũng không ngăn được ta rồi. Mà lúc này, thân thể ông ta đã hiện rõ hoàn toàn, mọi người cũng nhìn thấy dáng vẻ của ông ta, là một người đàn ông mặc áo trắng, tóc dài xõa vai, vẻ mặt tuấn tú, khí thế nho nhã. Vô Biên Chủ bước về phía trước, vừa bước lên đã đến trước mặt Diệp Huyên. Trong sân, vẻ mặt mấy người An Lan Tịnh lập tức thay đổi, bọn họ lập tức lao về phía Diệp Huyên, thế nhưng lúc này, bọn họ lại sợ hãi phát hiện, khi bọn họ lao về phía Diệp Huyên, cho dù tốc độ bọn họ nhanh thế nào thì vẫn ở nguyên tại chỗ. Bọn họ bị giam cầm ở thời không. Mọi người điên cuồng chém vỡ thời không vô tận, còn Vô Biên Chủ đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thanh Khâu ở bên cạnh vội vàng, hơi thở mau chóng khôi phục, đáng tiếc, nàng ấy vẫn chậm hơn một chút. Nàng ấy bị lừa rồi. Mục đích thật sự của Vô Biên Chủ không phải giết người bên cạnh Diệp Huyên, cũng không phải tiêu diệt vũ trụ hiện hữu, mục đích trước giờ của ông ta chính là giết Diệp Huyên, đồng quy vu tận với vạn giới, kết thúc thế giới do chủ nhân bút đại đạo tạo ra. Ông ta muốn hy sinh bản thân để kết thúc người thiên mệnh và hàng tận vạn vạn vũ trụ. Diệp Huyên nhìn người đàn ông đang đến gần, hắn cảm nhận được cái chết cận kề, không giống với cá chết trước kia, lần này, hắn cảm nhận được sinh mạng của mình sắp kết thúc rồi. Lúc này, khí vận thiên mệnh trên người hắn lập tức biến mất, chớp mắt, toàn bộ khí vận thiên mệnh đều biến mất sạch sẽ, khác hắn với lúc trước bản thân hắn tự mình hủy bỏ, lần này là do ngoại lực tác động. Phản kháng. Hắn biết, hắn căn bản không thể phản kháng. Từ bỏ. Đương nhiên là từ bỏ. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, khẽ nói, Thanh Nhi, ta không muốn nỗ lực nữa. Bên cạnh Diệp Huyên, thời không bỗng nhiên nứt ra, sau đó, một cô gái mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Thiên mệnh váy trắng. Khi thiên mệnh váy trắng xuất hiện, vẻ mặt Vô Biên Chủ lập tức thay đổi, ông ta không hề chần chừ, khẽ chuyển động, lập tức lui về sau cả trăm vạn dặm. Ngay khi Vô Biên Chủ lùi lại, mọi thứ trong sân chớp mắt đã khôi phục bình thường. Thanh Nhi không quan tâm đến Vô Biên Chủ, lúc này, ánh mắt nàng chỉ có mỗi Diệp Huyên. Nàng chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên, nàng kéo tay Diệp Huyên, khẽ cười, ta đến rồi. Ta đến rồi. Cảm nhận được bàn tay ấm áp, Diệp Huyên cười khổ, để muội thất vọng rồi. Diệp Huyên hắn, cuối cùng cũng chấp nhận rồi. Làm vua dựa dẫm. Kẻ mạnh đời đầu. Mẹ nó kẻ mạnh đời đầu, kẻ mạnh đời thứ hai không hay ho sao. Thanh Nhi kéo tay Diệp Huyên, khẽ cười, nhẹ nhàng nói, sao lại thất vọng chứ? Ta vĩnh viễn cũng không thất vọng về huynh. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, do dự chốc lát rồi nói, vậy ta làm kẻ mạnh đời thứ hai.
Thanh Nhi khẽ nhếch miệng, được. Diệp Huyên cười ha ha. Thanh Nhi quay người liếc nhìn phía xa, phía ngoài trăm vạn dặm, Vô Biên Chủ đã chẳng thấy đâu. Vừa nãy, sau khi lùi lại, trong lúc Thanh Nhi và Diệp Huyên đang nói chuyện, Vô Biên Chủ đã chạy trốn rồi, chẳng biết bây giờ đã chạy đi đâu. Vô Biên Chủ đã bỏ chạy, nhưng một vài cao thủ đỉnh cao trong sân vẫn chưa rút lui, lúc này bọn họ đều đang ngơ ngác. Sao Vô Biên Chủ lại đột nhiên bỏ chạy vậy? Lúc này, Thanh Nhi bỗng ngẩng đầu nhìn người khổng lồ của Tôn Hỏa Linh tộc trên trời, khi thấy Thanh Nhi nhìn đến, người khổng lồ Hỏa Linh tộc chậm chậm siết chặt tay phải, lúc này, nó đột nhiên đánh mạnh một quyền về phía vị trí của Thanh Nhi. Một quyền này đánh ra, một cột lửa từ trên trời giáng thẳng xuống, cả vũ trụ quan huyên e rằng cũng phải chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy người khổng lồ Hỏa Linh tộc bỗng ra tay, Thanh Nhi khẽ nhíu mày, vung tay áo, kiếm hành đạo bay ra. Bù! Trong tầm mắt của tất cả mọi người, kiếm hành đạo xuyên thẳng qua cánh tay người khổng lồ Hỏa Linh tộc kia, sau đó lại nương theo cánh tay nó mà xuyên thẳng đến giữa trán. Ầm ầm. Thân thể người khổng lồ Hỏa Linh tộc kia khẽ run rẩy, lập tức bị một kiếm này ghim chặt tại chỗ, dù có giãy giụa ra sao cũng không thoát được kiếm này. Người khổng lồ Hỏa Linh tộc kinh sợ nhìn Thanh Nhi bên dưới, ngươi. Thanh Nhi nhìn thẳng người khổng lồ Hỏa Linh tộc, nhà ngươi ở đâu? Diệp Huyên. Hỏa Linh tộc run giọng nói, ngươi là. Thanh Nhi nhíu mày, sau đó, nàng mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo khẽ rung lên, trong chớp mắt, thân thể người khổng lồ Hỏa Linh tộc kia lập tức trở nên hư ảo. Vẻ mặt người khổng lồ Hỏa Linh tộc thay đổi, vì nó phát hiện mình sắp bị tiêu diệt rồi. Thanh Nhi nhìn người khổng lồ Hỏa Linh tộc, chỉ hướng đi. Cảm giác cái chết cận kề khiến người khổng lồ Hỏa Linh tộc không thể không khuất phục, tay phải nó từ từ nhấc lên, sau đó chỉ về bên phải. Thanh Nhi xòe tay, kiếm hành đạo trên đỉnh đầu người khổng lồ Hỏa Linh tộc đột nhiên phóng lên, sau đó biến mất trong tầm mắt mọi người. Tại Hỏa Linh tộc, Bỉ Ngạn Tinh. Hỏa Linh tộc ngụ tại Hỏa Linh giới và thế giới khác không giống nhau, đây là một thế giới được hình thành hoàn toàn từ nham thạch núi lửa, nhiệt độ ở đây cao đến mấy nghìn độ, người bên ngoài căn bản không thể bước chân vào thế giới này. Cũng chính vì như vậy. Hỏa Linh tộc dựa vào ưu thế thiên nhiên này mà trở thành một trong năm thế lực siêu cấp của Bỉ Ngạn Tinh. Trong nhiều năm nay, trước giờ chưa từng có một thế lực nào tấn công Hỏa Linh giới này. Mà hôm nay, tiếng kiếm bỗng chốc vang vọng khắp Bỉ Ngạn Tinh, sau đó, một thanh kiếm lập tức xuất hiện trên bầu trời Hỏa Linh giới. Trong Hỏa Linh giới, rất nhiều cao thủ Hỏa Linh tộc đều ngẩng đầu nhìn thanh kiếm kia, ánh mắt đầy khó hiểu và hiếu kỳ. Lúc này, trong Hỏa Linh giới, một tiếng quát gầm bỗng vang lên, ai dám mạo phạm Hỏa Linh tộc ta? Chán sống rồi hay sao? M thanh này vừa dứt, một cao thủ khổng lồ của Hỏa Linh tộc đã phóng lên trời. Mà lúc này, kiếm hành đạo kia lại lao thẳng xuống. Ầm. Vừa rơi xuống, trong tích tắc, cả Hỏa Linh tộc lập tức bị tiêu diệt gọn ghẽ. Toàn bộ đều bị giết chết, không chừa một ai. Cả Bỉ Ngạn Tinh đều chấn động. Tất cả các cao thủ đều quay đầu nhìn về hướng Hỏa Linh giới, thứ mà bọn họ nhìn thấy chỉ còn là một vùng tăm tối. Cả Hỏa Linh giới đều bị tiêu diệt sạch. Tất cả các thế lực và các cao thủ siêu cấp của Bỉ Ngạn Tinh ngẩng đầu, là do ai làm đây? Tại Thư viện Quan Huyên, Thanh Nhi mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo quay về tay nàng, nàng nhìn người khổng lồ Hỏa Linh tộc kia, ngươi có thể về nhà rồi. Người khổng lồ Hỏa Linh tộc run giọng nói, thật sao? Thanh Nhi gật đầu. Người khổng lồ Hỏa Linh tộc quay người chạy đi, sau khi chạy qua mười mấy tinh vực, nhìn thấy cô gái kia không hề ra tay, nó mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này, vẻ mặt nó bỗng trở nên hung tợn, vậy mà lại không chém tận giết tuyệt. Để ta quay về tộc gọi người rồi đến giết các người. Nói xong, nó đã biến mất nơi tinh không xa xôi. Trên bầu trời Thư viện Quan Huyên, Thanh Nhi nhìn về hướng mấy người khổng lồ kia. Thấy Thanh Nhi nhìn sang, một người khổng lồ trong đó bỗng thấp giọng nói, các hạ, chúng ta chính là hộ pháp của thần minh điện tại Bỉ Ngạn Tinh, chuyện hôm nay. Nói rồi, bọn họ chỉ vào Diệp Huyên ở dưới, mục tiêu của chúng ta chính là hắn, không liên quan đến người khác. Thanh Nhi nhìn người hư không đang nói kia, thần minh điện. Người khổng lồ kia gật đầu, đúng. Rất rõ ràng. Thần minh điện,
chính là một trong năm thế lực siêu cấp tại Bỉ Ngạn Tinh, thực lực và căn cơ còn trên cả Hỏa Linh tộc. Thanh Nhi bỗng gật đầu, được. Vừa nói xong, nàng mở lòng bàn tay, sau đó, kiếm hành đạo lập tức biến mất không thấy dấu, lúc xuất hiện lại thì đã ở Bỉ Ngạn Tinh. Tại Thần Minh Điện, Thần Minh giới là một nhóm tu sĩ tu hành rất đặc biệt, tự xưng là Thần Minh, thực lực thần bí khó lường. Hôm nay, một thanh kiếm bỗng xuất hiện tại Thần Minh giới, mà lúc này, bên trong Thần Minh Điện, trước một gian đại điện, một bức tượng người khổng lồ cao đến cả nghìn trượng chậm rãi ngẩng đầu, nó nhìn về phía thanh kiếm, sau đó, nó bỗng quát lên, ngăn kẻ địch, ngăn kẻ địch. Tiếng quát vang vọng khắp cả Thần Minh giới. Ngăn kẻ địch. Bên trong Thần Minh giới, các cao thủ đều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn. Ai dám mạo phạm đến Thần Minh giới? Lúc này, bức tượng quát lên kia đột nhiên đứng bật dậy từ dưới lên, lập tức lao về phía thanh kiếm. Đồng thời, một vài cao thủ Thần Minh tộc trong sân cũng đều phóng lên trời. Mà lúc này, kiếm hành đạo bỗng lao thẳng xuống dưới. Ầm ầm. Vừa lao xuống, cả Thần Minh giới lập tức bị tiêu diệt, toàn bộ cao thủ Thần Minh tộc đều mất mạng. Tại Bỉ Ngạn Tinh, toàn bộ cao thủ đều nhìn về hướng Thần Minh giới, nơi đó cũng chỉ còn một vùng tăm tối. Toàn bộ Thần Minh giới chừng mấy trăm triệu dặm, mà lúc này, thời không trong vòng mấy trăm triệu dặm bỗng chốc đã bị xóa sạch hoàn toàn. Vô số cao thủ tại Bỉ Ngạn Tinh đều mang theo vẻ sợ hãi, ba thế lực siêu cấp còn lại cũng lập tức bắt đầu tự mình khởi động đại trận phòng ngự, tiến hành phòng ngự đặc biệt. Vẫn trên bầu trời thư viện Quan Huyên, Thanh Nhi mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo đã xuất hiện trong tay nàng, mà trên bầu trời, ba người khổng lồ ảo kia cũng nhíu mày, vô cùng khó hiểu. Ngay lúc này, một người khổng lồ ảo như phát hiện ra gì đó, vẻ mặt lập tức thay đổi, nó nhìn Thanh Nhi bên dưới, ánh mắt đầy vẻ kinh sợ, ngươi, ngươi, vẻ mặt Thanh Nhi bình tĩnh, ta thế nào? Ánh mắt ảo ảnh kia đầy vẻ kinh hãi, không, không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi không thể dùng một kiếm tiêu diệt cả Thần Minh giới ta được. Chuyện này chắc chắn không thể. Tiêu diệt Thần Minh giới. Trong sân, tất cả mọi người đều nhìn Thanh Nhi. Cô gái này, tiêu diệt cả nhà người ta rồi. Mọi người đều sửng sốt. Mà Tam Tiểu Thư và Cố Thần Quân của dị thần tộc lúc này cũng hóa đá tại chỗ. Sợ hãi. Lúc này, bọn họ chỉ còn mỗi sự sợ hãi. Lúc này, Thanh Nhi bỗng vung tay áo, một vùng kiếm quang phóng thẳng lên trời, chớp mắt, ba ảo ảnh còn lại cũng bị tiêu diệt ngay lập tức. Ngay cả sức đánh trả cũng không có. An Lan Tịnh ở bên cạnh liếc nhìn Thanh Nhi, không nói gì. Thiên Tú và Kỳ Tỷ Thiên cũng đang nhìn Thanh Nhi, ánh mắt hai người họ lạnh dần, dù sao cũng đã từng có ân oán. Đương nhiên, hai người họ cũng đành chịu, cô gái này quả thực là như thần thánh vậy, không... Thần căn bản không thể so sánh với nàng được. Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thanh Nhi bỗng nhìn sang Tam Tiểu Thư và Cố Thần Quân của dị thần tộc, thấy Thanh Nhi nhìn sang, vẻ mặt hai người đều thay đổi. Cố Thần Quân vội nói, các hạ, dị thần tộc ta. Bù! Lời còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã xuyên qua trán hắn ta. Chính là kiếm hành đạo. Tam Tiểu Thư lập tức biến sắc, mặt trắng nhợt. Thanh Nhi nhìn Cố Thần Quân kia, nhà ngươi ở đâu? Chỉ hướng đi. Vẻ mặt Cố Thần Quân lập tức tái nhợt, một chút máu cũng không còn. Ngay lúc này, Tần Quan bỗng xuất hiện trong sân, nàng ta chỉ về bên phải, ta biết nè, ở bên kia. Cố Thần Quân. Thanh Nhi nhìn Tần Quan, mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên giữa trán Cố Thần Quân bỗng biến mất. Tại dị thần giới. Trên bầu trời dị thần giới. Một người đàn ông lẳng lặng đứng đó. Người này chính là tộc trưởng của dị thần tộc, ông ta nhìn kiếm hành đạo bỗng xuất hiện kia, khẽ cười, muốn diệt dị thần tộc ta. Đến đi, để ta xem ngươi có. Kiếm hành đạo bỗng rơi xuống. Ầm. Chớp mắt, cả dị thần giới bỗng hóa thành cho bụi. Thế gian này cũng chẳng còn dị thần tộc. Tại thư viện Quan Huyên, ở bên cạnh Diệp Huyên, Thanh Nhi mở lòng bàn tay. Kiếm thanh huyên đã quay về trong tay nàng, nhìn thấy vậy, Tam Tiểu Thư lập tức ngã ngồi xuống đất. Nàng ta biết, nhà mình tan nát rồi. Thanh Nhi vung tay, một vùng kiếm quang bỗng bay ra, thoáng chốc, toàn bộ cao thủ dị thần tộc trên trời đều biến mất.
bị tiêu diệt toàn bộ. Trong sân khôi phục lại yên tĩnh. Thấy vậy, Tần Quan ở bên cạnh khẽ xoa trán, sau đó cảm thán nói, đúng là đại lão. Mọi người. Ở bên dưới, Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên ở trước mặt, khẽ cười ca, giết xong rồi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, Thanh Nhi, muội mạnh quá rồi. Bọn họ ở trước mặt muội, ngay cả đám kiến hôi cũng chẳng bằng. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, ở trước mặt ta, ngoài huynh, ai lại chẳng phải đám kiến hôi chứ? Kỳ Tỷ Thiên ở bên cạnh bỗng lên tiếng, kiếm chủ áo xanh và kiếm tu áo trắng thì sao? Thanh Nhi liếc nhìn Kỳ Tỷ Thiên, trong mắt ta, hai người bọn họ cũng giống vậy. Mọi người, cũng chỉ như vậy. Kỳ Tỷ Thiên nhìn Thanh Nhi, không nói gì. Khi không đánh lại người khác, cái miệng này vẫn là ngậm chặt thì tốt hơn. Phải biết rằng, vị ở trước mặt này không phải người tốt gì. Thanh Nhi quay đầu nhìn Thanh Khâu ở phía xa, Thanh Khâu lúc này cũng đang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau, nhưng không nói gì. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đi dạo một chút. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hai huynh muội đi về phía xa. Mà lúc này, Diệp Huyên dường như nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Quan cách đó không xa, đến đây. Nghe vậy, Tần Quan đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng cười nói, được. Nói xong, nàng ta vội vàng đi theo. Cứ như vậy, trước ánh mắt của mọi người, ba người họ đi về phía xa. Giữa sân, Đinh Thược Dược nhìn ba người, nhẹ giọng nói, kết thúc rồi sao? Thanh Khâu lắc đầu. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, vì sao? Thanh Khâu nhẹ giọng nói, Vô Biên chủ vẫn chưa chết. Nghe vậy, Đinh Thược Dược trầm mặc. Một bên, An Lan Tịnh đột nhiên xoay người rời đi, thấy thế, Đinh Thược Dược vội vàng hỏi, Tiểu An, đi đâu? An Lan Tịnh cũng không quay đầu lại, tu hành. Nói xong, nàng ta đã biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Lúc này, Thiên Tú và Kỳ Tỷ Thiên cũng xoay người rời đi, Đinh Thược Dược vội vàng nói, hai người các ngươi cũng muốn đi. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Đinh Thược Dược, tu hành. Nói xong, nàng ta và Kỳ Tỷ Thiên liền biến mất ở cuối khoảng mênh mông. Không thể không nói, trận chiến này có ảnh hưởng khá lớn đến ba người bọn họ, vốn dĩ, theo bọn họ thấy, ngoài chủ nhân của ba kiếm đứng đầu ra bọn họ hẳn là những người mạnh nhất thế gian này, nhưng hiện tại xem ra, không phải vậy. Vũ trụ mênh mông, cường giả vô số. Đinh Thược Dược đột nhiên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta ở lại lâu hơn một chút. Đinh Thược Dược gật đầu, được. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Âm Chúng Nữ Điện U Minh. Thiên nữ đứng đầu im lặng một lát, sau đó nói, chúng ta cũng phải đi đây. Đinh Thược Dược có chút tò mò, đi đâu? Minh nữ nói, tu hành. Nói xong, nàng ta dẫn theo chúng nữ bên cạnh biến mất vào sâu trong tinh không. Đinh Thược Dược thấp giọng thở dài, những người chiến đấu giỏi lại đều đi rồi. Thanh Khâu đột nhiên nói, không phải còn có ta sao? Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, khóe miệng khẽ nâng lên. Chỗ sâu trong tinh không xa xôi, sắc mặt của Vô Biên chủ vô cùng khó coi, không phải ngươi nói các nàng sẽ không xuất hiện nữa hay sao? Lúc này, giọng nói của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên vang lên, ta cũng không biết mục đích của ngươi muốn giết hắn. Ngươi ngược lại thì lợi hại rồi. Giết hắn, đồng quy vô tận cùng vạn giới, kết thúc thế giới của ta. Ngươi lợi hại như vậy cơ à? Vô Biên chủ lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn thử xem, cũng không phải thật sự muốn làm như vậy. Chủ nhân bút đại đạo im lặng một lúc, sau đó nói, không được có lần sau. Vô Biên chủ cười nói, ngươi từng nói, không thiên vị hắn. Chủ nhân bút đại đạo tức giận nói, trước kia ngươi còn mắng người khác ngu xuẩn, chẳng lẽ chính ngươi không ngu xuẩn sao? Lúc trước vua dựa dẫm kia còn muốn tự dựa vào mình, muốn tự mình nỗ lực làm thế hệ đầu, bởi vì như thế, chủ nhân ba kiếm đứng đầu đều không can thiệp mạnh vào, nhưng hiện tại, hắn không làm thế hệ đầu. Hắn muốn làm vua dựa dẫm. Vô Biên chủ nhíu mày, vậy thì sao? Chủ nhân bút đại đạo cả giận nói, vậy thì sao? Điều đó có nghĩa là hiện tại hắn hoàn toàn không thuộc ta quản lý nữa. Bây giờ chỉ cần hắn không thể đánh lại, hắn sẽ gọi muội muội chơi cái chùy. Vô Biên chủ trầm mặc.
Chủ nhân bút đại đạo lại nói, ngươi thật biết làm loạn. Vô biên chủ đột nhiên nói, lúc trước nếu ngươi ra tay ngăn cản cô gái váy trắng kia, ta có thể đã thành công. Chủ nhân bút đại đạo nói bằng giọng lạnh lùng, ngươi không sợ chết, ta sợ chết. Vô biên chủ thấp giọng thở dài. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, ngươi tốt nhất đừng làm sằng bậy nữa. Vô biên chủ nhún vai, sau đó biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Hầy! Giữa sân, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Nơi nào đó trong tinh không? Diệp Huyên dẫn theo Thanh Nhi và Tần Quan đi về phía xa, Tần Quan thỉnh thoảng lại liếc nhìn đánh giá Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quan, làm sao? Tần Quan cười nói, ta có thể hỏi cô vài vấn đề không? Thanh Nhi nói thẳng, không thể. Tần Quan lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đưa mắt ra hiệu với Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó nhìn về phía Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, Tần Quan cô nương rất tốt, đã trợ giúp ta rất nhiều. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Tần Quan, hỏi đi. Tần Quan giơ ngón tay cái với Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía Thanh Nhi nghiêm túc nói, cô cảm thấy khoa học kỹ thuật có khả năng vượt qua nền văn minh võ đạo không? Thanh Nhi nhìn Tần Quan, khoa học kỹ thuật mà ngươi nói là trí thức, đúng không? Tần Quan gật đầu. Thanh Nhi nói, đạo tu hành cần chính là đầu óc, khoa học kỹ thuật cũng động não. Bởi vậy, cái gọi là khoa học kỹ thuật và võ đạo, vốn là cùng một mạch, điểm khác nhau là, võ đạo là tu luyện bản thân, còn thứ khoa học kỹ thuật tu luyện chính là ngoại vật. Tần Quan trầm mặc một lát, sau đó nàng ta mở lòng bàn tay ra, một bộ giáp xuất hiện ở trong tay nàng ta. Giáp Quan Huyên. Tần Quan nhìn Thanh Nhi, bộ giáp này, đại diện cho giới hạn cao nhất về phương diện phòng ngự của đạo khoa học kỹ thuật mà ta nắm giữ, mong cô chỉ điểm một chút. Thanh Nhi mở lòng bàn tay mở ra, giáp Quan Huyên từ từ bay đến trong tay nàng, nàng nhìn lướt qua, sau đó nói, một bộ giáp, chứa hàng ngàn vạn loại trận pháp. Tần Quan gật đầu, lợi hại không? Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quan, rác rưởi. Tần Quan biểu cảm cứng đờ. Diệp Huyên bỗng nhiên nói, trong một bộ giáp nhỏ bé chứa hàng ngàn vạn loại trận pháp, đã là rất lợi hại rồi. Tần Quan lắc đầu cười, thực ra, nàng ta nói rất đúng, quả thật không đáng là gì cả. Ở hệ Ngân Hà trước đây, có một loại đồ vật gọi là tâm phiến, mà bên trong có thể chứa hơn chục tỷ tinh thể quản, mà đây còn là khoa học kỹ thuật của rất lâu trước. Nói xong, nàng ta dừng một chút, sau đó lại nói, ta chính là lợi dụng nguyên lý này. Tập hợp một vài trận pháp đỉnh cấp của thế giới này cất giữ vào trong đó, đáng tiếc, hiện tại kỹ thuật vẫn là không đủ, không thể chứa được nhiều hơn. Thanh Nhi đột nhiên nói, ý tưởng này của ngươi là vô cùng tốt. Tần Quan nhìn về phía Thanh Nhi lại nói, đáng tiếc, phương hướng của ngươi sai rồi. Tần Quan vội vàng nói, mong đại lão chỉ giáo. Thanh Nhi nhìn Tần Quan, ngươi có thể khắc ghi hàng ngàn vạn không gian thời không lên bộ giáp này. Sau đó thành lập một tòa làm trận pháp trong những không gian thời không này, như vậy, ngươi không phải là có thể cất giữ hàng tỷ thậm chí hàng chục tỷ hoặc là hàng trăm tỷ trận pháp vào trong giáp này. Diệp Huyên. Tần Quan trầm giọng nói, lúc đầu, từng nghĩ qua, nhưng rất khó thực hiện. Bởi vì nếu làm như thế, cần có vật chịu tải vô cùng lợi hại, bằng không, vật thể bình thường căn bản không chịu nổi một thế giới khổng lồ. Nói xong. Nàng ta nhìn Thanh Nhi, cô tạo ra kiếm Thanh Huyên cho Tiểu Huyên, bản thể vô cùng chắc chắn, nhưng thanh kiếm này lại chỉ là vật liệu bình thường, cô đã làm nó như thế nào? Thanh Nhi nhìn Tần Quan, cái này liên quan đến tri thức của tầng cao hơn, ngươi có thể hiểu không? Diệp Huyên. Tần Quan cười nói, cô nói xem. Thanh Nhi gật đầu, nói, vật chất bất diệt. Tần Quan trầm giọng nói, ta biết vật chất. Nhưng phải như thế nào mới có thể làm cho vật chất bất diệt? Thanh Nhi nhìn Tần Quan, tu hành. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, một cây nhánh cây chậm chậm bay đến trong tay nàng. Vật chất bất diệt, chính là làm cho nó không ngừng lột xác tới trình độ nào. Lột xác đến cực hạn của chính nó. Diệp Huyên đột nhiên nói, phải của nhị nha rất cứng rắn, có phải chính là nói, cô bé đang không ngừng lột xác chính mình. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói ca, huynh thật thông minh. Diệp Huyên. Thanh Nhi nói, nhà đầu điên kia chính là đang tu hành, sau đó dựa vào tu hành không ngừng làm cho vảy của mình liên tục lột xác,
sau khi đến một giới hạn nhất định, nó có thể kiên cố không phá vỡ nổi. Tu hành, chính là lặp đi lặp lại không ngừng niết bàn trùng sinh. Nói xong, nàng nhìn sang Tần Quan, khoa học kỹ thuật và võ đạo vốn là một thể, hai thứ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Về phần làm thế nào để khiến vật chất thật sự đạt đến trình độ bất diệt, đây là chuyện ngươi nên suy nghĩ. Tần Quan trầm giọng nói, có cách nào rất tốt lại tương đối đơn giản không? Thanh Nhi lạnh lùng nói, không biết. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, ra sức đưa mắt ra hiệu với Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi. Muội chắc chắn biết, đúng không? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, cười nói, đương nhiên. Khóe miệng Tần Quan khẽ giật giật. Thanh Nhi nhìn về phía Tần Quan, người đã dùng cách gì để chứa vô số trận pháp vào trong bộ giáp này? Tần Quan trầm giọng nói, nén. Nói đến đây, đồng tử của nàng ta chợt co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, ta hiểu rồi. Ta đã hiểu rồi, nén, ta có thể sử dụng khoa học kỹ thuật ta đang nắm giữ không ngừng nén những vật chất, sau đó lại không ngừng kết hợp những vật chất sau khi nén này lại với nhau, cuối cùng lại tiến hành nén, cứ lặp lại như thế, đến một mức nhất định, có thể sinh ra thứ mà ta cần. Thanh Nhiên nhìn thoáng qua Tần Quan, không nói gì. Tần Quan hưng phấn nói, thiên mệnh cô nương, một vấn đề cuối cùng. Thanh Nhi cau mày. Tần Quan vội vàng lại nháy mắt ra hiệu cho Diệp Huyên. Diệp Huyên có hơi đau đầu, nếu là người khác, hắn còn có thể từ chối, nhưng phú bà này. Không thể từ chối được. Diệp Huyên kéo tay Thanh Nhi, dịu dàng nói, Thanh Nhi, nàng ta chỉ còn một vấn đề cuối cùng rồi. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quan, nói. Tần Quan nhìn Thanh Nhi, nghiêm túc nói, như thế nào mới có thể không cần để ý vật cản thời không, làm được hàng ngàn hàng vạn vũ trụ, một ý nghĩ liền đến. Nàng ta biết, vị thiên mệnh ở trước mặt căn bản không phải xé rách vũ trụ, mà là trực tiếp truyền tống. Cách vô số tinh vực, nháy mắt đạt tới điểm đích, điều này thật sự quá khoa trương. Nếu làm rõ được điểm này, khoa học kỹ thuật của nàng ta sẽ có được sự lột xác, bởi vì như vậy. Tất cả vũ khí của nàng ta đều có thể lợi dụng nguyên lý này, làm cho tốc độ công kích của chúng đạt đến cực hạn. Ai có thể ngăn cản được? Thanh Nhi nói, không cần để ý vật cản thời không, phải nhảy ra thời không. Tần Quan nhíu mày, nhảy ra thời không. Thanh Nhi nhìn Tần Quan, ngươi cho rằng nơi hiện tại ta đang đứng là thuộc thời không nào? Tần Quan ngây người, sau đó nói cô. Thanh Nhi nói, ta đứng ở bên ngoài tất cả thời không, sau đó gấp thời không. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lại, chỉ cần ta muốn, cả vũ trụ đều có thể gấp lại thành một tờ giấy trong nháy mắt. Diệp Huyên mặt đầy kinh ngạc. Tần Quan im lặng rất lâu, sau đó hưng phấn nói, ta hiểu rồi. Thanh Nhi nhìn Tần Quan, còn có vấn đề gì không? Tần Quan vội vàng lắc đầu, hết rồi. Thanh Nhi nhìn Tần Quan, vậy ngươi còn không đi? Ta muốn ở một mình với ca ca của ta. Tần Quan. Tần Quan đi rồi. Khi đi có hơi buồn bực. Tần Quan đi rồi, Thanh Nhi cùng Diệp Huyên tiếp tục đi về phía xa nơi tinh không. Diệp Huyên nhìn xa xôi chỗ sâu trong tinh không, giờ phút này, toàn thân hắn vô cùng nhẹ nhõm, gông xiềng trong lòng đã không còn. Dựa vào chính mình. Không. Hắn hiện tại nhận mệnh rồi. Diệp Huyên hắn sẽ làm vua dựa dẫm. Buông bỏ chấp niệm trong lòng, tức buông bỏ gông xiềng, cả người nhẹ nhõm. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, muội còn đi nữa không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên có chút khó hiểu, đi đâu? Thanh Nhi chỉ tay về phía trước, nơi mà chủ nhân bút đại đạo cũng chưa từng tiếp xúc qua. Diệp Huyên nhíu mày, nhưng không phải là nói. Chủ nhân bút đại đạo là tất cả nhân và quả của thế giới này sao? Hơn nữa, vạn vật vạn linh nơi đây đều là do y viết. Thanh Nhi lắc đầu. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, chờ đợi giải thích. Thanh Nhi nhẹ giọng nói, ở thế giới này y gần như là vô địch, nhưng ở thế giới của y. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, hắn sống rất tệ. Diệp Huyên. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất của tinh không. Cái nhìn này của nàng không biết đã nhìn đến nơi nào, sau một hồi, nàng nhẹ giọng nói ca, sống, vui vẻ là được.
Về phần vô địch, ta vô địch không phải là huynh vô địch hay sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 221.